Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 31. Đạp Long Đằng Không. Diệp Thần nhìn một cái đỉnh đầu huyết long, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này ba giọt máu tươi là thần long huyết. Lúc ấy Kỷ Gia vậy nha đầu như vậy dè đặt, hắn cho là cái gì đan dược chân quý. Bây giờ nhìn lại, Kỷ Gia thật sự là đưa hắn một phần đại lễ. Phần ân tình này thiếu quá lớn. Bất quá như đã nói qua, 5 năm trước, Kỷ Tư Thanh tồn tại, sẽ để cho hắn thiếu Kỷ Gia tình. Đối phương ở Côn Lôn Hư không biết giúp hắn mấy lần. Thời điểm đó hắn mới bước vào con đường tu luyện, không có bất kỳ cơ sở, lại là chính là phàm căn. Luân hồi mộ địa cũng không có hoàn toàn mở. Nếu như không có Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm, mình sợ là sớm đã chết ở nào đó cái xó xỉnh. Thật muốn còn, không biết khi nào trả hết. Thôi, Kỷ Gia sau này có nguy hiểm, mình liền ra tay đi. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Trên đầu tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên. Sư phụ, huyết long này rốt cuộc xảy ra phương diện nào biến hóa? Ngươi nói thực chất rốt cuộc có ý gì? Hắn có thể biến thành chân chính thần long. Diệp Thần lại nói. Đoạn Lôi Nhân con ngươi híp lại, con đường này nhâm trọng mà đường xa, nhưng là cái này ba giọt máu tươi chính là thời cơ, cái này mạng ngươi đếm, còn như có thể hay không chân chính hóa long, liền xem ngươi còn dư lại cơ duyên. Từ trình độ nào đó mà nói, luân hồi mộ địa không phải ngươi lớn nhất lá bài tẩy, huyết long này mới được. Chỉ bất quá bây giờ huyết long này còn rất nhỏ yếu, không cách nào phát huy lực lượng chân chính. Nếu như ngày nào hắn phát huy ra lực lượng chân chính, cái này thương khung sợ là mệt không ở ngươi. Thần long oai, có thể điều khiển ngọn lửa, có thể ngưng tụ con sông, có thể phóng thích sấm sét, thậm chí biến dạng không gian. Hơn nữa người vậy đạo bổn mạng linh phù, từ trình độ nào đó mà nói, người sau này thành tựu đem vượt qua xa những cái kia Côn Lôn Hư người tuổi trẻ. Không nói nhiều thừa thải, dưới mắt người phải làm hai chuyện, chuyện thứ nhất, ta cần thái cổ hư thực đan, người phải dẫn động tòa thứ hai mộ bia, đem vị đại nhân vật kia thả ra ngoài. Chuyện thứ hai, người đi một chỗ. Đoạn Lôi Nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại sửa lời nói, được rồi, chỗ đó ở Côn Lôn Hư. Dưới mắt không gấp. Chuyện thứ nhất, là ngươi nhất phải làm. Diệp Thần ánh mắt rơi vào tòa thứ hai mộ bia trên, mộ bia lóe lên tia sáng chói mắt. Hắn có thể cảm giác được một đạo già nua hơi thở ngưng tụ. Sư phụ, vị này là luyện đan sư. Diệp Thần hiếu kỳ nói. Đoạn Lôi Nhân lắc đầu một cái, hắn cũng không đơn giản như vậy, ngươi thấy hắn tự nhiên biết. Diệp Thần không do dự nữa, đưa tay ra, chạm được mộ bia trên. Ngay tức thì, mộ bia ánh sáng đại tác. Toàn bộ luân hồi đối mặt cũng chấn động lên. Thậm chí vậy cái cỡ nhỏ long mạch cũng bởi vì chấn động xuất hiện từng đạo vết rách. Diệp Thần vốn cho là mộ bia sẽ nứt ra, sau đó một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Nhưng là đợi ước chừng 5 phút. Căn bản không có động tĩnh. Ngay tại Diệp Thần có chút mất đi kiên nhẫn thời điểm. Vậy hội đấu giá lên lấy được dược đỉnh trực tiếp trôi lơ lửng. Càng là xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Từng đạo lưu quang ở dược đỉnh chung quanh lưu động. Đột nhiên, bành, một tiếng vang thật lớn, dược đỉnh kia trực tiếp đập xuống. Vững vàng rơi vào Diệp Thần trước mặt. Muốn ta đi ra, có thể, chỉ cần ngươi có thể luyện chế thủy linh đan. Nếu như ngươi liền thủy linh đan cũng luyện chế không được, ngươi cái này luân hồi mộ địa mộ chủ, ta không thừa nhận. Bởi vì ngươi không có tư cách. Một tên phế vật không có tư cách thành là ta học trò. Lời nói lạnh như băng từ mộ bia trong vang khắp. Ngạo mạn, cuồng ngông. Thậm chí dùng tính tình cổ quái cũng không quá đáng. Diệp Thần đoạn này thời gian vậy coi là thấy luân hồi mộ địa không thiếu đại năng. Trần Thiên Lê, La Vân Thiên, Sát Lục Đạo Quân, Đoạn Lôi Nhân Vân. Vân. Những người này cơ hồ ban đầu liền khẳng định mình thân phận. Cũng không có cái gì quá lớn khảo nghiệm. Nhưng là người trước mắt này là cái quỷ gì à? Thủy linh đan. Đan dược này hắn tự nhiên biết, nhưng mà đan dược này luyện chế vô cùng là phức tạp, hắn bây giờ muốn luyện chế, căn bản không có thể à? Đây không phải là làm người khác khó chịu sao? Diệp Thần nhìn về phía Đoạn Lôi Nhân, người sau cũng là cười khổ lắc đầu một cái, người này nóng nảy là nổi danh cổ quái, ta vậy không có cách nào. Đồ nhi. Nếu không, ngươi thử nghiệm luyện chế một chút thủy linh đan. Nếu như thực đang luyện chế không được,
vậy thái cổ hư thực đan dưới mắt coi như xong đi. Đoạn Lôi Nhân chỉ có thể như thế nói đến. Diệp Thần nhìn một cái vậy hồng quang không ngừng tràn ra mộ bia, trong lòng tò mò đặc biệt là thịnh. Như vậy nóng này, ban đầu liền cho mình đánh phủ đầu ra oai, chẳng lẽ người này thân phận có lai lịch lớn? Không phải thủy linh đan sao, ta cho ngươi luyện chế một đống. Diệp Thần nóng này ngược lại là đi lên. Mặc dù hắn cho tới bây giờ không có luyện chế thành công thủy linh đan qua, thậm chí mắt dưới mình thực lực một khi luyện chế, sẽ có cực lớn hậu quả. Nhưng là hắn là muốn thử một lần. Hắn còn không tin cái này ta. Không chỉ một cái phá đan mà. Sợ cái gì? Diệp Thần không do dự nữa, ngồi xếp bằng, quanh thân chân khí vẩn quanh, nhắm mắt lại. Đột nhiên, hai tròng mắt mở ra, toát ra một đạo hàn quang. Đồng thời, bước ra một giọt máu tươi, bắn vào dược đỉnh trên. Luyện chế đan dược trước, trọng yếu nhất chính là và dược đỉnh thành lập liên lạc. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, luân hồi mộ địa lên dược liệu trực tiếp cuộn sạch đến Diệp Thần lòng bàn tay. Ở thích hợp thời gian trực tiếp đưa vào dược đỉnh. Ngọn lửa ngang dọc, một cổ nhỏ nhẹ mùi thuốc từ bên trong tràn ra. Cho ta lên. Diệp Thần một tiếng giống giận, vừa định điều khiển ngọn lửa. Dược đỉnh bên trong đột nhiên truyền đến một cổ chấn động cảm giác. Bành. Một giây kế tiếp, trực tiếp liền nổ lò. Hiển nhiên thất bại. Diệp Thần không có chút nào nổi giận, thử mấy lần, đáng tiếc kết quả cũng giống nhau. Thằng nhóc, nếu như ngươi liền thủy linh đan đều không cách nào luyện chế, nói thật, luân hồi mộ địa ở bên trong tay ngươi căn bản phát huy không được hắn giá trị. Còn không bằng đem luân hồi mộ địa giao cho những người khác. Bên tai lại là vang lên một đạo lãnh ngữ, Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, lãnh đạm nhìn lướt qua mộ bia. Huyết Long, tới. Một tiếng long ngâm, huyết long đột nhiên xuất hiện. Bởi vì ban đầu huyết long hư ảnh tiến vào qua tần lĩnh long mạch đất. Nó quanh thân đã mang một tia lửa thuộc tính. Huyết long và Diệp Thần ý niệm nhất trí, tự nhiên biết Diệp Thần ý nghĩa, không do dự nữa, bàn lượn quanh ở dược đỉnh chừng. Không chỉ như vậy, quanh thân ngọn lửa lại là dần dần phóng thích. Toàn bộ luân hồi mộ địa nhiệt độ cũng tăng lên rất nhiều. Bổn mạng linh phù, đi ra. Không khí bên trong, một tia sấm sét phun trào. Sấm tới. Diệp Thần một tiếng giận oanh. Ngay tức thì bổn mệnh lệnh phù trong rơi xuống từng đạo sấm sét, chính xác không có lầm quấn quanh ở dược đỉnh chung quanh. Giờ khắc này, luân hồi mộ địa ở giữa linh khí liên tục không ngừng hướng dược đỉnh vọt tới. Mà Diệp Thần quanh thân lại là còn quấn từng đạo nước luyện chế linh đan cần thiết dược liệu. Diệp Thần thần sắc nghiêm túc. Trực tiếp đem dược liệu lần nữa đưa vào trong đó. Đồng thời nhắm mắt lại, một trường vỗ ở dược đỉnh trên. Thủy linh đan mặc dù quý giá, nhưng là hắn như đem hết toàn lực, cũng không phải không thể nào. Không xứng thành là luân hồi mộ địa mộ chủ. Hôm nay hắn liền phiến một chút vị này đại năng mặt. Ngươi tới từ thời đại thượng cổ thì như thế nào? Dù là ngươi là thượng cổ đan sư, ta Diệp Thần thiên phú chút nào không kém. 5 năm trước, lão đầu từ Hồ Đông Tiền Hạ Du cứu hắn, lại là đem hắn mang nhập Côn Lôn Hư, chính là nhìn chúng hắn đang luyện đan chế thuốc lên thiên phú. Luân hồi mộ địa trung tâm tựa như bị gió lốc cuộn sạch. Mà Diệp Thần ngay tại gió bão trung tâm. Vậy mộ bia thấy một màn này, một đạo nhẹ ồ tiếng đột nhiên vang lên, ồ, tên này lại là. Lời còn chưa dứt, thanh âm liền biến mất. Đồng thời. Một đạo áo dài trắng bóng người từ mộ bia trong chui ra, lại là có nhiều thú vị nhìn trong bão tố Diệp Thần. Chính là tòa thứ hai mộ bia ở giữa đại năng. Cùng lúc đó, Côn Lôn Hư, một tòa khí thế khoáng đạt đền. Đứng ở trên đỉnh núi. Linh khí đậm đà hết sức. Ở đền chỗ sâu nhất, một tòa phong cách cổ xưa cửa đóng chặt. Lui tới tông môn đệ tử cũng biết lơ đãng liếc mắt nhìn vậy cánh cửa. Dè đặt. Vô cùng là kiêng kỵ. Bọn họ đều biết, cánh cửa này sau lưng là một cái đủ để rung động Côn Lôn Hư thiên chi kiều nữ. Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh tồn tại, cơ hồ là Côn Lôn Hư vô số người tu luyện nữ thần trong mộng. Đối với bọn họ mà nói, dù là gặp một lần, đều nguyện ý giảm thọ 10 năm. Đáng tiếc, Kỷ Tư Thanh một mực bế quan. Tính cách lại là trong trẻo lạnh lùng hết sức.
thậm chí rất ít cùng người ngoài nói chuyện phiếm, càng không cần phải nói khác phái. Duy nhất ngoại lệ, chính là vậy đã biến mất hơn nửa năm phàm căn phế nhân Diệp Thần. Trên trăm cái tông môn cự tuyệt, đã để cho danh tự này trở thành một chuyện thiếu lâm. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này cười nhạo, lại có thể để cho Kỳ Tư Thanh vô số lần đứng ra. Bọn họ trong lòng không biết làm sao hết sức. Thậm chí giết Diệp Thần lòng đều có. Ngay tại lúc này, đền ra, hai đạo xinh đẹp ảnh vội vàng hướng vậy phiến phong cách cổ xưa cửa đi tới. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này hai người chính là Kỳ Lâm cùng với mới vừa ở núi Côn Lôn nói từ biệt Kỳ Hà. Kỳ Hà ngựa không ngừng vó tiến vào Côn Lôn hư sau đó, trực tiếp đuổi đến nơi này. Kỳ Hà tỷ tỷ, người gấp như vậy tìm tỷ ta làm gì nha? Chẳng lẽ Kỳ gia xảy ra đại sự? Kỳ Lâm vừa đi vừa hiếu kỳ nói. Kỳ Hà chau mày, bởi vì bước chân quá nhanh, ngực không ngừng run rẩy. Kỳ Lâm muội muội, đây cũng không phải là giống vậy sự việc, không chỉ quan hệ đến Kỳ gia, càng quan hệ đến toàn bộ Côn Lôn hư. Kỳ Lâm xem thường, chẳng lẽ gần đây chuyện gì xảy ra chuyện đùa? Chờ một hồi ngươi thì biết, Tư Thanh tỷ tỷ hẳn xuất quan đi. Ừ, ngày hôm qua mới vừa đột phá kết thúc, bây giờ đang ở bên trong đây. Không lâu lắm, hai người liền đi tới phong cách cổ xưa trước cửa, Kỳ Lâm gõ cửa một cái, còn chưa nói hết, bên trong liền truyền đến một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Vào đi. Cửa trực tiếp mở ra, hai người sững sốt một hồi, vẫn là tiến vào. Chỉ gặp bên trong nhà một cô gái xếp chân ngồi chung một chỗ bảy màu trên đá. Bên trong nhà linh khí đều là bảy màu đá bên trong tràn ra. Trên đá bảy màu thiếu nữ tuyệt đẹp, mỗi một nơi vị trí đều giống như là nữ oa hài lòng nhất tồn tại. Thậm chí để cho Kỳ Hà cảm thấy một tia tự ti. Các người hai cái đến tìm ta làm gì, Kỳ gia bên kia thúc giục ta trở về. Kỳ Tư Thanh thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên, không có bất cứ ba động gì. Kỳ Hà không do dự nữa, vội vàng nói, Tư Thanh tỷ tỷ, mấy ngày nay Côn Lôn hư ra một đại sự, phụ thân để cho ta lập tức tới đây nói cho ngươi. Kỳ Tư Thanh như cũng nhắm hai mắt mâu, nhàn nhạt nói đi. Mấy ngày nay, ngang trời xuất thế một cái cao cấp cường giả. Huyết Minh và Dịch Bảo Các đều ở đây trong tay người này bị thua thiệt. Thậm chí liền ta cũng không biết đối phương là cảnh giới gì. Trang Bộ Phàm, Huyết Phong Hoa, thậm chí còn những thứ khác đắc tội người này tồn tại, tất cả đều là chết. Đây không phải là mấu chốt nhất, người nọ tay cầm thần lôi, như thiên thần hạ phàm. Ba ngày thời gian, tựa hồ liền từ chân nguyên cảnh bước vào siêu phàm cảnh, có lẽ càng đáng sợ hơn. Trước mặt lời nói, để cho Kỳ Tư Thanh không có phản ứng chút nào, nhưng sau đó một câu nói rơi xuống. Kỳ Tư Thanh đột nhiên mở mắt ra, lại là đứng lên. Ba ngày thời gian, chân nguyên cảnh đến siêu phàm cảnh. Ha ha, Kỳ Hà, người cái này đùa giỡn, có người sẽ tin sao? Còn nữa, Dịch Bảo Các và Huyết Minh ở Côn Lôn hư đều là vô cùng khó giải quyết tồn tại, người bình thường căn bản không có thể có thể đắc tội, chuyện này hẳn là ngươi chỉ nghe đồn đãi đi. Kỳ Tư Thanh nói, một bên Kỳ Lâm cũng là gật đầu một cái. Nàng tự nhiên cũng là không tin. Kỳ Hà có chút nóng nảy, Tư Thanh tỷ tỷ, ta dám dùng thần hồn của ta đánh cuộc. Chuyện này ta chính mắt làm chứng. Vân gia gia cùng với Côn Lôn hư rất nhiều cường giả cũng chứng kiến, phỏng đoán muốn không được bao lâu, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ Côn Lôn hư. Kỳ Tư Thanh nghe được Kỳ Hà lời thề, đôi mi thanh tú một nhăn mày, bắt đầu tin. Thần hồn thề, cái này giá quá lớn. Người này cái gì tuổi tác? Đến từ cái gì thế lực? Còn nữa, hắn tên gọi là gì? Kỳ Tư Thanh hỏi. Yêu nghiệt như vậy người, nàng hoặc nhiều hoặc thiếu sinh ra một chút hứng thú. Kỳ Hà con người kiên nghị, gần từng chữ, người này tuổi tác và Tư Thanh tỷ tỷ không sai biệt lắm. Thậm chí thiên phú ở Tư Thanh tỷ tỷ trên. Cái gì? Kỳ Tư Thanh và Kỳ Lâm diễn cảm thay đổi. Tới tuổi 20, ba ngày bước vào siêu phàm cảnh. Côn Lôn hư vẫn còn có loại này yêu nghiệt. Còn không chờ các nàng kịp phản ứng, Kỳ Hà lại là lời nói ra kinh người nói, hắn tới từ nơi nào, không có ai biết, chuyện này phát sinh ở Hoa Hạ. Núi Côn Lôn, ta duy nhất biết tin tức, chính là người này họ Diệp. Kỳ Hà lời còn chưa nói hết, Kỳ Tư Thanh tròng mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đến từ Hoa Hạ,
lại họ Diệp, chẳng lẽ là Diệp Thần tên kia? Nhưng mà Diệp Thần thiên phú, lại căn bản không có thể. Nàng ánh mắt có chút tịch mịch, nói thật, tên này rời đi Côn Lôn hư hơn nửa năm, cũng không biết ở Hoa Hạ như thế nào. Mặc dù lần trước để cho Kỷ Lâm đi qua một lần, nhưng là lâu như vậy, cũng không biết có hay không xảy ra chuyện. Kỷ Hà biết Kỷ Tư Thanh nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, Tư Thanh tỷ tỷ, ta còn chưa nói hết, hắn họ Diệp, tên Thí Thiên. Người này thô bạo hết sức, coi thường hết thảy quy tắc, thực lực thông trời, nói thật, và vậy Diệp Thần so sánh, một cái là trời, một cái là... Đột nhiên, toàn bộ gian phòng hàn sương từng cơn. Một tia ý định giết người lan tràn ra. Kỷ Hà sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu lên, ngay tức thì thấy được một đôi băng hàn cốt tủy trong mắt. Đến từ Kỷ Tư Thanh. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, Kỷ gia tất cả mọi người đều không có tư cách chê bai Diệp Thần. Ta muốn tu luyện, người đi thôi, trong một tháng, Kỷ gia người bất kỳ không thể tới gặp ta. Lời nói lạnh như băng như ra lệnh vậy. Kỷ Hà thân thể run rẩy, thở dài một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Đã nhiều năm như vậy, Kỷ Tư Thanh tính cách vẫn là không có đổi. À, cùng lúc đó, luân hồi mộ địa. Diệp Thần tự nhiên không biết Côn Lôn hư Kỷ Tư Thanh sự việc. Giờ phút này hắn đang điên cuồng luyện chế thủy linh đan. Dược đỉnh trên ngọn lửa càng phát ra cường thịnh, tiếng rồng ngâm không dứt lọt vào tai. Huyết long ngọn lửa cùng với sấm sét cơ hồ làm cho cả dược đỉnh văng tung tóe. Lực lượng này cơ hồ muốn vượt qua dược đỉnh có thể chịu đựng lực lượng. Mặc dù dược đỉnh giá trị văn hoa, nhưng là lôi kiếp lực và ngọn lửa cái này đồng thời lực lượng đánh vào cũng khó mà chống cự à. Cũng may dược đỉnh bên trong, một cổ mùi thuốc nồng nặc dần dần ngưng tụ. Diệp Thần toàn thân đã ướt đẫm. Đan điền chân khí toàn bộ cuộn sạch đi. Vậy tòa thứ hai mộ bia như vậy lãnh ngữ và khinh thường, hắn muốn làm chính là đánh vị này đại năng mặt. Đột nhiên, vậy vô số lực lượng hội tụ dược đỉnh nhẹ nhàng chấn động một cái. Một cổ thanh thúy tiếng ở vang lên bên tai. Đồng thời, Diệp Thần bước ra một giọt máu tươi hóa là xương máu, bọc ở dược đỉnh quanh thân. Thủy linh đan, cho ta ngưng. Một tiếng giống giận, sấm sét và ngọn lửa cuồng bạo. Vậy mới từ dịch bảo các đánh tới dược đỉnh, quanh thân xuất hiện vô số đường vân. Muốn bể. Diệp Thần mở mắt ra, năm ngón tay đột nhiên một chảo. Một viên màu xanh đan dược trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay. Đan dược có cực kỳ mùi thuốc nồng nặc, càng là mấu chốt là, đan dược đường vân cực kỳ rõ ràng. Bất ngờ chính là thủy linh đan. Thấy một màn này, vậy tòa thứ hai mộ bia trên hư ảnh, mặt già đỏ lên. Không phải bởi vì Diệp Thần luyện chế thủy linh đan, mà là cái này thủy linh đan phẩm cấp cực kỳ cao. Thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Đoạn Lôi Nhân nhìn một cái bên cạnh ông già, nhàn nhạt nói, mặc dù ta biết ngươi tính tình cổ quái, nhưng là lời nói mới rồi sợ là phép khích tướng đi. Ông già không nói gì, còn người híp lại, có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mấy giây sau đó, hắn mới mở miệng nói, ta là nói thật, luân hồi mộ địa mộ chủ nếu như liền thủy linh đan cũng luyện chế không được, ngươi cho rằng hắn còn có tư cách thành là chúng ta người xoay mình. Ngươi đừng quên, thằng nhóc này trên mình thừa tái chúng ta trăm người hy vọng. Thượng cổ tràng đại chiến kia, vây khốn chúng ta trăm người, chúng ta không cách nào sống lại và luân hồi, càng không cách nào cứu chuộc. Còn nữa, ngươi hẳn rõ ràng cái thế lực đó mạnh mẽ, người này cảnh giới bây giờ mặc dù coi như nhìn đã qua, nhưng khoảng cách con đường kia vẫn là quá xa. Một khi bị cái thế lực đó phát hiện người này nắm trong tay luân hồi mộ địa, ngươi cảm thấy... bọn họ sẽ cho thằng nhóc này mạng sống cơ hội. Theo người này mạnh mẽ, những cái kia núp ở chỗ sâu lão gia nhất định sẽ chú ý tới thằng nhóc này. Ta không hy vọng thằng nhóc này đến lúc đó liền mình vận mệnh đều không cách nào nắm trong tay. Vậy sau cùng kết quả chính là chúng ta trăm người cả đời đều không cách nào xoay mình. Đoạn Lôi Nhân nghe được như vậy lời nói, nụ cười dần dần cứng ngắc. Thậm chí trong mắt lâm vào sâu đậm trầm tư bên trong. Lời nói của đối phương. Hắn không cách nào phản bác. Đoạn Lôi Nhân, người thật cảm thấy, thằng nhóc này sẽ cho chúng ta hy vọng. Ông già đột nhiên hỏi. Đoạn Lôi Nhân nhìn tay cầm thủy linh đan Diệp Thần, không có bất kỳ suy tính, nói thẳng, ban đầu ta cũng không như thế cảm thấy, nhưng là vượt liền hiểu rõ thằng nhóc này, ta
ta đối với hắn vượt có lòng tin, cùng hắn đem huyết long uẩn dục thành hình, bổn mạng kia linh phù hóa là thần thông chi đạo, đến lúc đó nên sợ hãi liền là thế lực nào. Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết cái này hai người đang nói chuyện mình. Hắn nhìn một cái lòng bàn tay thủy linh đan, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Sau đó ánh mắt hướng một phương hướng bắn tới. Tòa thứ hai mộ bia đã mất đi ánh sáng. Mà Đoạn Lôi Nhân bên người nhưng là nhiều một vị ông già. Không cần đoán cũng biết người này chính là vị kia đối với mình lời mặn lời nhạt đại năng. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đan dược trong tay trực tiếp bắn tới. Lão đầu, đây là ngươi muốn thủy linh đan, bây giờ ngươi có thể thừa nhận ta là luân hồi mộ địa mộ chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông già không có bất kỳ động tác, thủy linh đan giống như bị trở ngại nào đó vậy, trực tiếp trôi lơ lửng ở ông lão trước người dừng lại. Hắn vậy lạnh nhạt con ngươi nhìn lướt qua Diệp Thần, mở miệng nói, ngươi thật lấy là luyện chế thủy linh đan liền nắm trong tay đan đạo. Buồn cười, ở ta trong mắt thủy linh đan chẳng qua là rác rưởi nhất cơ sở. Ngươi bây giờ chỉ bất quá mới vừa thỏa mãn cái này điều kiện mà thôi, ngươi như muốn trở thành là ta học trò, còn xa xa không đủ phong độ. Nói xong, vậy cái thủy linh đan liền hướng Diệp Thần tới. Cường đại kình khí bọc cỡ đó, tựa như nắm trong tay hết thảy. Bành! Làm Diệp Thần tiếp lấy thủy linh đan nháy mắt, đợt khí lăn lộn, Diệp Thần tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị chấn động bay. Trời à! Cái này đại năng có nóng nảy cũng được đi, lại liền mình cũng tổn thương. Còn không chờ Diệp Thần bò dậy, thân ảnh kia liền là xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn, nhàn nhạt nói, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng là luân hồi mộ địa lựa chọn ngươi, ta không cách nào trốn tránh. Ta là bất diệt đứng đầu, nếu ngươi đem ta tỉnh lại, ta không muốn thiếu ngươi ân huệ, hôm nay, sẽ đưa ngươi một đạo kiếm quyết. Dứt lời, còn không chờ Diệp Thần kịp phản ứng, bất diệt đứng đầu chỉ điểm một chút ở Diệp Thần ấn đường. Một cổ cường đại tin tức lưu phun trào. Vạn thần kiếm quyết. Cái này kiếm quyết. Không có bất kỳ lực công kích nào. Nhìn như gân gà. Nhưng là có thể để cho vạn kiếm thần phục. Đây là bực nào nguy nga cảnh tượng. Mình cừu nhân như thì không cách nào dùng kiếm. Duy chỉ có mình ngưng kiếm. Vậy ở chiến cuộc bên trong đúng là lớn nhất ưu thế à? Mấu chốt kiếm này quyết có thể không chiến mà khuất người chi binh. Thật là không nên quá thoải mái. Diệp Thần hô hấp dồn dập. Mặc dù cái này bất diệt đứng đầu tính tình cổ quái. Nhưng là vào lúc này đưa như vậy một đạo lễ vật, nhưng đủ để chứng minh đối phương hết thảy hành vi chẳng qua là phép khích tướng mà thôi. Diệp Thần cảm thụ vạn thần kiếm quyết, kiếm này quyết mặc dù cường thế, nhưng là nhưng có hạn chế nhất định. Bên trong 3 ngày, chỉ có thể thi triển một lần, hơn nữa căn cứ người tu luyện tu vi mà định. Có chút cực kỳ nghịch thiên linh kiếm, Diệp Thần bây giờ dù là thi triển kiếm này quyết, cũng vô ích. Bất diệt đứng đầu buông tay ra chỉ. Xoay người trực tiếp hướng mộ bia đi tới. Không có đặc thù sự việc, không nên tìm ta lặp lại một lần nữa, ta chưa có hoàn toàn đồng ý ngươi, cũng không biết dạy ngươi những thứ khác, càng sẽ không ra tay giúp ngươi. Lời nói xong hư ảnh liền biến mất, tòa mộ kia bia lâm vào yên lặng. Đoạn Lôi Nhân đi tới, vỗ một cái Diệp Thần bả vai, thái cổ hư thực đan sự việc trước để xuống đi, cái này không diệt đứng đầu tính cách chính là như vậy. Cùng hắn hơn nữa biết rõ ngươi, tự nhiên sẽ tiếp nhận ngươi, theo ta đối với hắn rõ ràng, hắn cũng người không phải tâm địa sắt đá. Diệp Thần gật đầu một cái, sư phụ, ngươi nói người này là luyện đan sư, vì sao hắn mới vừa rồi cho ta là một đạo kiếm quyết. Đoạn Lôi Nhân hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái tòa mộ kia bia, khoan thai nói, ta chưa bao giờ nói người này là luyện đan sư, hắn chỉ bất quá hiểu luyện đan mà thôi. Hắn không chỉ hiểu luyện đan. Đối với trận pháp, kiếm thuật, linh phù đều có xem qua, coi là lần trước cái kỳ nhân, ngươi nếu có người này hướng dẫn, võ đạo một đường đối với ngươi có nhiều chỗ tốt. Tốt lắm, ngươi cũng nên rời đi luân hồi mộ địa, ngươi ở bên trong nán lại quá lâu. Hoa Hạ, kinh thành phi trường quốc tế. Diệp Thần ở núi Côn Lôn sân bay trực tiếp bay đến kinh thành. Hắn thời gian đầu tiên liền đi Diệp ra. Tiểu thần tử. Diệp Thần mới vừa bước vào cửa phòng, một đạo xinh đẹp ảnh liền vọt tới. Hai chân bước ra, trực tiếp nhảy đến Diệp Thần trên mình. Hai chân trực tiếp câu ở Diệp Thần giữa eo,
lồng ngực kia sóng lớn mãnh liệt vật lại là hung hãn đè Diệp Thần. Tôn Di, tiểu thần tử, người không phải và Nhược Tuyết nói đi ngay một ngày sao, cái này cũng ngày thứ tư, nếu không phải vậy Trầm tiền bối nói ngươi không có sao, ta cũng dự định đi núi Côn Lôn tìm ngươi. Diệp Thần ôm Tôn Di, thân thể có một loại kiểu khác xúc cảm, hắn nhìn một cái chung quanh nói, làm sao liền một mình ngươi, Nhược Tuyết các nàng đâu? Còn có mụ ta đâu? Tôn Di căn bản không có xuống ý tưởng, giải thích A Di từ ngày đó sau đó, một mực trong phòng tu luyện đột phá, không biết đột phá nhiều ít cảnh giới, phải có chút sự việc đối với nàng sinh ra ảnh hưởng. Nàng bây giờ còn đang đột phá. Còn như Nhược Tuyết và Chu Nhã, các nàng ngược lại là không có tu luyện, chỉ bất quá tỉnh Chiết Giang bên kia ra một ít chuyện, Chu gia và Hạ gia đều ở đây tỉnh Chiết Giang, tối ngày hôm qua các nàng liền ngồi máy bay trở về. Diệp Thần nhướng mày một cái, tỉnh Chiết Giang xảy ra chuyện. Hắn bản muốn hỏi cái gì, một đôi môi đỏ mọng thẳng tiếp hôn lên. Tiểu thần tử, người có hay không cảm thấy ngày hôm nay thời tiết rất tốt, có phải hay không hẳn làm một ít vận động? Ướt át đầu lưỡi thiêu động Diệp Thần tâm huyền. Mấu chốt bản thân hai người bọn họ bây giờ tư thế liền khá là mập mờ. Diệp Thần biết Tôn Di tính cách, càng rõ nàng ở phương diện kia chủ động. Bây giờ nàng làm như vậy, không phải là vì trấn an hắn, không để cho hắn muốn một ít chuyện tình mà thôi. Diệp Thần yên lặng ở Tôn Di ướt hôn bên trong. Lại là ôm Tôn Di hướng lầu hai gian phòng đi. Tình đến chỗ sâu, chỉ chốc lát sau gian phòng liền truyền tới từng cơn rên rỉ và va chạm tiếng. Đầy nhà Xuân Quang. Buổi chiều 2 giờ, Diệp ra phòng khách. Diệp Thần gặp được Huyết Phong Hoa cùng với Thẩm Thạch Khê. Đệ tử gặp qua sư tôn. Huyết Phong Hoa gặp qua chủ nhân. Hai người đồng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên người của hai người, mở miệng nói, Huyết Minh Trịnh trưởng lão tung tích, các người có thể có tin tức. Huyết Phong Hoa, người không phải nói Trịnh trưởng lão đã tới TQ. Đối với Diệp Thần mà nói, dưới mắt trọng yếu nhất chính là Huyết Minh Trịnh trưởng lão. Người này nắm giữ Huyết Minh hầm giam chìa khóa. Lại là cứu ra phụ thân mấu chốt. Huyết Phong Hoa nghe được Diệp Thần giọng, vội vàng quỳ xuống, chủ nhân, cụ thể sự việc ta thật không biết, nhưng là có một chút có thể xác định, đó chính là Trịnh trưởng lão đúng là Hoa Hạ, theo lý mà nói, hắn hẳn tới kinh thành, dẫu sao kinh thành Diệp gia là nghi điểm lớn nhất chỗ. Nhưng là mấy ngày nay, chúng ta liên lạc một số người, dù là điều lấy toàn bộ kinh thành quản chế, cũng không có Trịnh trưởng lão đám người kia tin tức. Chủ nhân, người nói có thể hay không bọn họ biết Diệp Thí Thiên sự việc, lại đi núi Côn Lôn. Diệp Thần không nói gì, hắn quả đấm nắm chặt. Ở Hoa Hạ, theo lý mà nói là địa bàn của mình, muốn tìm một người hẳn vô cùng ung dung. Huống chi Trịnh trưởng lão và những cái kia Huyết Minh cường giả, hơi thở tất nhiên sẽ bị một số người chú ý. Muốn nhân gian bốc hơi, căn bản không có thể. Xem ra, phải gọi điện thoại cho Bách Lý Hùng. Chỉ có thể thông qua quốc gia lực lượng. Diệp Thần mới vừa móc túi ra điện thoại, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đến từ Long Hồn Lôi Thụ Vĩ. Diệp tiên sinh, ngài rốt cuộc sẽ kinh thành, xảy ra chuyện lớn. Diệp Thần thần sắc biến đổi, chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia Lôi Thụ Vĩ thanh âm rất là kích động, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, tỉnh Chiết Giang chuyện bên này không đè ép được. Khu vực này có cường giả phủ xuống dấu vết, rất nhiều địa phương một đêm bây giờ trực tiếp hóa là phế tích. Không chỉ như vậy, Diệp Gia Ninh ba nhà cũ, tựa hồ cũng bị người phá vỡ qua, cửa và tường rào trực tiếp vỡ vụn, những cái kia bảo vệ Giang Gia nhà cũng người, không một may mắn tránh khỏi. Còn nữa, tỉnh Chiết Giang Thiên Chính Đại Lâu, suýt nữa sụp đổ, lầu 27 trở lên, tựa như bị một kiếm trực tiếp chém hết. Số người chết đã lên tới 7 người. Giờ khắc này, Diệp Thần không bình tĩnh. Diệp gia nhà cũ và tập đoàn Thiên Chính đều cùng bản thân có liên quan. Mới có thể có như thực lực này phá hủy, khả năng lớn nhất chính là Huyết Minh những người đó. Bao gồm Trịnh trưởng lão. Duy nhất nghi ngờ địa phương chính là đám người này, tại sao không đến kinh thành đối phó Diệp gia, ngược lại từ tỉnh Chiết Giang và Ninh Ba vào tay. Thậm chí liền nhà cũ cũng không buông tha. Bọn họ là đang tìm cái gì? Trên người mình bí mật. Cũng hoặc là nói, phụ thân đã dặn dò cái gì? Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì,
Chu Nhã và Hạ Nhược Tuyết cũng trở về tỉnh Chiết Giang. Mặc dù Trịnh trưởng lão không nhất định biết hai người, nhưng là hai người cũng có thể có uy hiếp. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Diệp Thần trực tiếp đứng lên, cho ta chuẩn bị máy bay, ta lập tức phải về tỉnh Chiết Giang. Lôi Thụ Vĩ hiển nhiên là chuẩn bị kỹ càng, nói thẳng, Diệp tiên sinh, xe đã ở cửa, phi trường gần nhất đã chuẩn bị ổn thỏa. Hơn một giờ sau, làm máy bay rơi xuống đất, Diệp Thần thời gian đầu tiên đi tỉnh Chiết Giang tập đoàn Thiên Chính. Cũng may tập đoàn Thiên Chính trọng tâm đã chuyển tới kinh thành trụ sở chính. Tỉnh Chiết Giang bên này lầu 27 làm việc nhân viên không nhiều, trùng hợp xảy ra chuyện ngày đó là chủ nhật. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần đứng ở dưới lầu, có thể loáng thoáng cảm nhận được vậy đạo cuồng bạo vết kiếm. Như uy lực này, lần này huyết minh người đi ra ngoài, cũng không đơn giản như vậy. Mấu chốt bọn họ rốt cuộc đang tìm cái gì? 20 phút sau đó, Diệp Thần đi tới Ninh Ba Diệp gia nhà cũ. Năm đó Vân Hồ Sơn Trang sự việc sau khi phát sinh, cái này nhà cũ liền bị tòa án niêm phong kiểm tra. Sau đó, Diệp Thần trực tiếp mua xuống. Bởi vì sợ xúc cảnh sinh tình, chỉ đi qua mấy lần. Lần nữa đi tới Diệp gia nhà cũ trước, Diệp Thần khá là cảm khái. Phụ thân một ngày không theo huyết minh trong tay cứu ra, hắn cũng chưa có đoàn viên. Bất kể như thế nào, Diệp Thần đã cùng huyết minh kết làm tử thù. Diệp Thần tiến vào nhà cũ, một mảnh hỗn độn, nguyên bản thần phục bên trong đều bị lục tung. Thậm chí nhà cũ hư hại rất nhiều, mặt đất cũng bị tung lật ra mấy phần. Diệp Thần trong mắt thoáng qua một đạo lạnh như băng, ngồi xếp bằng. Ta đây là muốn xem, các người huyết minh tới nơi này kết quả thế nào. Diệp Thần ngón tay bóp quyết, trực tiếp khởi động. Bây giờ hắn bước vào thần du cảnh, thuật này pháp liền hơn nữa cường thế. Trả lại như cũ cảnh tượng cũng là càng là thật thiết. Quanh thân huyết quang vần quanh. Ngón tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, Diệp Thần trong mắt mở ra, lau một cái ánh sáng rực rỡ thoáng qua. Cả nhà tựa như vô số đạo hư ảnh hiện ra. Chính là huyết minh người. Cầm đầu một cái ông cụ áo bào tím, hơi thở mờ ảo, hai tay chắp sau lưng. Tất lại chính là huyết phong hoa trong miệng Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão nhìn một cái chung quanh, đối với người phía sau trực tiếp phân phó nói, dù là đem toàn bộ Diệp ra bay lên lần, cũng phải tìm được và có khắc cái này chữ viết đồ. Vậy Diệp Thần đột nhiên quật khởi, tuyệt đối và Diệp ra có liên quan. Ta hoài nghi, nơi đây có dấu Côn Lôn hư Diệp ra bí mật. Diệp Thần liền nhìn như vậy đám người này điên cuồng ở Diệp ra trong nhà cũ tìm. Nhưng là cho dù lật lần toàn bộ Diệp ra nhà cũ, không chút nào thu hoạch. Bất quá, Diệp Thần ngược lại là chú ý tới Trịnh trưởng lão trong tay một khối ngọc bội. Ngọc bội trên, có khắc một cái chữ viết cổ xưa. Cái này chữ viết, Diệp Thần gặp qua. Chính là Diệp gia hai chữ. Đến từ Côn Lôn hư. Ban đầu ở Giang Đạo Sơn, hắn gặp qua giống nhau như đúc tồn tại. Nhưng mà huyết minh người tại sao phải có Côn Lôn hư Diệp gia ngọc bài? Không lâu lắm, đám người này liền tìm kiếm kết thúc. Trịnh trưởng lão sắc mặt có chút xanh mét, nhìn một cái treo trên tường một bức họa giống như, năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp biến dạng. Núi Côn Lôn bên kia cũng là xảy ra đại sự, nghe nói ngang trời xuất thế một cái Diệp Thí Thiên, lại là ngay trước mặt của mọi người nghiền ép huyết minh người. Huyết phong hoa cũng có thể bị Diệp Thí Thiên chém giết. Ta liền buồn bực, họ Diệp và huyết minh đều có thù. Từ U Hồn Ngục Giam xảy ra chuyện sau đó, huyết minh cũng chưa có một ngày an ninh. Bất kể như thế nào, cái này Diệp Thần tuyệt đối không thể lưu. Phương Tinh Vân, một cái ăn mặc đồ dạo phố thanh niên trực tiếp đứng ra, sư phụ, có gì phân phó? Trịnh trưởng lão nhìn lướt qua Phương Tinh Vân, vỗ một cái bả vai của đối phương, mở miệng nói, Tinh Vân, ngươi là vi sư đệ tử đắc ý nhất, vi sư một mực đem ngươi làm nhi tử đào tạo, bây giờ ngươi thực lực tại thần du cảnh đỉnh cấp, khoảng cách siêu phàm cảnh bất quá là một bước xa. Đối mặt siêu phàm cảnh cường giả vậy không ý kỵ. Bởi vì Diệp Thí Thiên sự việc, vi sư phải đi một chuyến núi Côn Lôn, xem tình huống cụ thể, bất kể như thế nào, huyết minh người xảy ra chuyện, ta cũng phải ra tay. Từ ngoại giới lời đồn đãi tới xem, cái này Diệp Thí Thiên so với kia Diệp Thần còn nguy hiểm hơn. Thậm chí không phải một cái phương diện. Cho nên,
tiếp theo mấy ngày, người ở lại tỉnh Chiết Giang, điều tra Diệp gia và Côn Lôn hư quan hệ. Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, thậm chí còn kinh thành, bất kỳ cùng Diệp thần có quan hệ người và địa phương, đều phải điều tra. Một khi phát hiện Diệp thần, sẽ dùng bí pháp thông báo ta, nếu như tình huống khẩn cấp, trực tiếp bắt lại Diệp thần. Nói xong, Trịnh trưởng lão lòng bàn tay bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi trực tiếp bắn vào phương Tinh Vân ấn đường. Tinh Vân, giọt máu tươi này có vi sư một đạo lực lượng, mặc dù đoạn này thời gian có thể không có ích gì, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, ngươi vẫn là nhận lấy. Phương Tinh Vân con ngươi lộ ra kiên định, trực tiếp nửa quỳ ở Trịnh trưởng lão trước người, sư phụ ngươi yên tâm, Diệp thần cái đó nhóc xác rưởi, hắn như dám xuất hiện, ta sẽ để cho hắn chịu đựng huyết minh ngút trời tức giận. Ngài chỉ để ý điều tra huyết phong hoa và Diệp thí thiên sự việc là được. Ừ, ngươi làm việc, vi sư vẫn luôn yên tâm. Ba ngày sau, bỏ mặc núi Côn Lôn kết quả như thế nào, ta cũng sẽ tìm đến ngươi. Dứt lời, Trịnh trưởng lão bóng người liền hoàn toàn biến mất ở Diệp gia nhà cũ. Chỉ mang đi một vị huyết minh cường giả. Còn như còn dư lại người huyết minh, toàn bộ canh giữ ở phương Tinh Vân cỡ đó, để phòng bất cứ tình huống nào. Rất nhanh, Diệp gia nhà cũ khôi phục yên tĩnh và bừa bãi. Diệp thần mở mắt ra, khóe miệng phác họa một đạo rét lạnh nụ cười. Trịnh trưởng lão, không biết Phương Tinh Vân chết có thể hay không đối với ngươi tạo thành đả kích khổng lồ đây. Ngươi căn bản không nghĩ tới, Diệp Thí Thiên và Diệp thần sẽ là cùng một người. Diệp thần đứng lên, đem nhà cũ đơn giản chỉnh sửa một chút, liền dự định đi một chuyến hạ gia. Nhưng là hắn mới vừa dự định rời đi Diệp gia nhà cũ, túi đá màu đen lại có thể trực tiếp bay ra. Luân hồi mộ địa có chập chờn. Đây là... Diệp thần con người đông lại một cái, liền vội vàng đi theo đá màu đen đi. Không lâu lắm, đá màu đen dừng lại ở nhà cũ nhà để xe trên. Một chiếc lão khoản Audi A6 đậu ở chỗ đó, cơ hồ báo hư. Người đây là ý gì? Muốn ta lái chiếc này xe? Diệp thần nhíu mày nói. Đá màu đen tựa hồ nghe hiểu Diệp thần nói tiếng nói, làm một cái đẩy động tác, lại là bay đến gầm xe bàn lượn quanh. Diệp thần ngay tức thì rõ ràng liền cái gì, chân khí ngưng tụ ở lòng bàn tay, một cái tay bấu vào xe nhỏ, trực tiếp nâng lên. Lại là đem xe đặt ở trong sân. Đồng thời, hắn lại phát hiện gầm xe trên mặt đất, vẫn còn có trận pháp. Trận pháp này cực kỳ ẩn núp. Nếu như không phải là xe Audi chặn lại, Trịnh trưởng lão tất nhiên phát hiện. Diệp thần ngón tay bóp quyết, một cái màu vàng kim chữ viết trôi lơ lửng ở lòng bàn tay. Rồi sau đó, trực tiếp vỗ xuống. Thương Hải Bình dạy hắn linh phù chi đạo, đủ để phá vỡ trận pháp này. Trận pháp trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời, nhà để xe mặt đất trực tiếp nứt ra. Một cách đại khái chỉ có 1 mét sâu cái hố trực tiếp xuất hiện. Hố sâu bên trong, càng là có một cái hộp gấm. Hộp gấm trên giống nhau có cái đó Côn Lôn hư Diệp gia xưa nay chữ viết. Diệp thần có thể mơ hồ đoán sai đây là gia gia lưu lại, hắn không do dự nữa, 5 ngón tay nắm chặt, hộp gấm trực tiếp bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Rắc rắc, hộp gấm mở ra, để cho Diệp thần bất ngờ là, bên trong yên lặng nằm một cái đặc thù hình dáng ngọc bội. Ngọc bội này mặc dù và Côn Lôn hư Diệp gia có liên quan, nhưng là lại cùng Trịnh trưởng lão ngọc bội trong tay nhưng là chênh lệch rất lớn. Mặt ngoài xem không có bất kỳ linh khí, nhưng là một khi rót vào chân khí, liền có thể phát hiện mênh mông linh khí từ trong ngọc bội xông ra. Tuyệt đối không phải vật phàm. Ngọc bội trên lại là có khắc một cái cự long. Cự long dữ tợn, bàn lượn quanh một bên, tựa như bảo vệ cái gì. Còn không chờ Diệp thần đem vật này nghiên cứu thấu, luân hồi mộ địa chính là truyền tới chấn động. Ngay sau đó, ngọc bội biến mất, trực tiếp bị luân hồi mộ địa hấp thu vào. Diệp thần ý thức nhìn lướt qua luân hồi mộ địa, bất ngờ phát hiện ngọc bội này lại trôi lơ lửng ở luân hồi mộ địa bầu trời. Bên trong vô tận linh khí toàn bộ phóng thích. Nháy mắt tức thì, luân hồi mộ địa tựa như hồi phục, vậy còn dư lại mộ bia đồng loạt chấn động. Dù là đang luân hồi mộ địa đoạn lôi nhân cũng là ngửa mặt trông lên bầu trời, trong con người có sâu đậm khiếp sợ. Đồ nhi, này ngọc ngươi từ chỗ nào được? Diệp thần vội vàng đem chuyện hôm nay giải thích lộn một cái, rất nhanh, đoạn lôi nhân lâm vào yên lặng. Không biết qua bao lâu,
hắn mới mở miệng nói, đồ nhi, từ đây trong ngọc năng lượng tới xem, ban đầu cầm này ngọc người thân phận không thấp, thậm chí còn không đơn thuần là nhất tộc chi dáng dấp thân phận. Này ngọc chữ viết phía trên cùng với hình vẽ, lại là hiện ra hết cao quý, nếu như ta đoán không lầm, nắm trong tay ngọc bội này, liền tương đương với nắm trong tay nhất tộc. Nghe được Đoạn Lôi Nhân như vậy lời nói, Diệp Thần trong lòng có sâu đậm rung động. Một khối ngọc bội nắm trong tay nhất tộc, cái này mẹ hắn so cổ đại truyền quốc ngọc tỷ đều phải trâu bò à. Dĩ nhiên, đây cũng là vi sư suy đoán, dù sao ngươi chỉ cần biết này ngọc giá trị phi phàm. Ngươi nhất định phải cẩn thận thu, muôn ngàn lần không thể rơi vào tay người khác, nếu không vô cùng hậu hoạn. Diệp Thần gật đầu một cái, đẩy ra luân hồi mộ địa. Ngọc bội này giá trị bây giờ cùng hắn không có quan hệ quá lớn, dưới mắt xử lý huyết minh sự việc mới là mấu chốt. Hắn trong con người thả ra cực mạnh sát ý, cầm ra túi điện thoại di động, bấm một số điện thoại, Lôi Thụ Vĩ, giúp ta tra một người, người này bây giờ hẳn ngay tại tỉnh Chiết Giang. Hắn đặc thù là, điện thoại cắt đứt sau đó, ước chừng 2 phút sau đó, thứ nhất tin nhắn ngắn biểu hiện. Phía trên có cái này một cái địa chỉ, là tỉnh Chiết Giang một nơi vắng vẻ nghỉ ngơi sơn trang bên trong. Trịnh trưởng lão, ngươi khổ khổ tìm tại ta, hôm nay, ta liền để cho ngươi cảm thụ một chút ta một cái khác thân phận thợ săn. Ta ngược lại là phải để cho ngươi xem, người nào mới thật sự là con mồi. Tỉnh Chiết Giang, sơn trang nghỉ dưỡng Xuân Thảo. Phương Tinh Vân và mấy cái huyết minh cường giả đang uống rượu, trong ngực lại là mỗi người ôm một cái tốt người đẹp. Người đẹp toàn thân cơ hồ không có mặc quần áo, lại là run lẩy bẩy. Các nàng có thể cảm giác được những người trước mắt này đáng sợ. Mới rồi có một cô gái cự tuyệt những người này yêu cầu vô lý, nhưng là tại chỗ bỏ mình. Hóa là một vũng máu tươi. Các nàng căn bản không có gặp qua loại thủ đoạn này à. Thậm chí không biết đám người này rốt cuộc tới từ nơi nào. Vùng khác khẩu âm, thủ đoạn tàn nhẫn hết sức. Mấu chốt có một số việc hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết. Tùy tùy tiện tiện ngón tay động một cái, ly rượu liền sẽ tự động trôi lơ lửng. Thật là so thần tiên trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Phương Tinh Vân đem ly rượu buông xuống, trong mắt có chút mê ly. Nhìn trong ngực người trần truồng cô gái, hừ lạnh một tiếng, hoa hạ trên người phụ nữ không có nửa điểm linh khí, quá mức phổ thông, ta đối với hoa hạ thật rất thất vọng. Mấu chốt, ta không thích phụ nữ của ta mặt mày ủ rột. Người hoàn toàn nhiễu loạn ta uống rượu hứng thú. Người phụ nữ kia nghe được bên tai vang khắp như vậy lời nói lạnh như băng, sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống Phương Tinh Vân trước mặt, Phương đại nhân, ta biết lỗi rồi, còn xin thứ. Ta bây giờ liền cười, người muốn cho ta làm sao cười, ta liền làm sao cười. Người phụ nữ nứt ra nụ cười, rất là miễn cưỡng. Ở sống chết bây giờ, nàng không có bất kỳ lựa chọn à. Những người trước mắt này, nhưng mà động một chút là giết người à. Tha, Phương Tinh Vân diễn cảm dữ tợn, ở ta trong mắt, người hoa chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, ta muốn giết cứ giết, có cái gì tư cách đạt được ta huyết minh tha. Dứt lời, Phương Tinh Vân năm ngón tay dương ra, trực tiếp giữ lại phụ nữ cổ. Đột nhiên nhắc tới. Vậy hoa hạ thiếu nữ cảm giác hô hấp hoàn toàn đừng cướp đoạt, liều mạng vùng vẫy, nhưng là căn bản không có thể. Còn người bên trong chỉ có hốt hoảng. Ở ta trong mắt, các người đám người này người hoa, còn có vậy Diệp Thần, cũng hèn mọn như ở trước mắt ai, nếu như ta muốn, giết sạch các người tất cả mọi người thì như thế nào? Hừ. Dứt lời. Phương Tinh Vân lực lượng trong tay ầm ầm bùng nổ. Cường đại đợt khí và sát khí lăn lộn, cô gái trong tay trực tiếp hóa là xương máu. Tàn nhẫn hết sức, còn dư lại những phụ nữ kia trực tiếp luống cuống, rối rít đứng dậy chạy trốn. Nhưng là kết quả lại là rõ ràng. Ở nơi này loại đại năng trên tay, chạy trốn căn bản là một loại sa cầu. Phương Tinh Vân và huyết minh người giải quyết xong tất cả mọi người, một cái huyết minh cường giả mở miệng nói. Phương tiên sinh, tiếp theo chúng ta nên xử lý như thế nào? Trịnh trưởng lão đi núi Côn Lôn, trước khi hắn trở lại, chúng ta tốt nhất làm ra một ít thực tế sự việc đứng lên. Phương Tinh Vân ngón tay gõ mặt bàn, khóe miệng phác họa một đạo cuồng sát nụ cười, mở miệng nói, thằng nhóc kia núp ở hoa hạ không chịu đi ra, chúng ta phải làm liền đem động tĩnh điều chỉnh đến lớn nhất, bắt đầu từ hôm nay, chém chết và người này có liên quan tất cả mọi người.
Ta cũng không tin, giết sạch người Hoa, thằng nhóc này còn có thể thờ ơ. Đắc tội ta Huyết Minh, trừ chết, không có lựa chọn nào khác. Ta muốn thằng nhóc này rơi vào bất tử tự trách bên trong. Ha ha ha. Dữ tợn tiếng cười vang khắp ở cả nhà. Liền tại tất cả người cuồng nhiệt hết sức, oanh, một tiếng kinh thiên vang lớn trực tiếp vang khắp. Một giây kế tiếp, bọn họ phát hiện cửa trực tiếp bị người đánh vỡ. Không chỉ như vậy, bọn họ thiết lập ở cửa một đạo bảo vệ trận pháp, cũng bị vô tình biến dạng. Làm sao có thể? Chính là sợ có bất trắc, bọn họ mới dùng trận pháp như thế. Trận này ở Côn Lôn hư vậy đủ để ngăn cản cường giả nhất kích, nhưng là dưới mắt, lại có thể bị người một chiêu đánh phá. Bụi mù cuồn cuộn dậy. Bọn họ không thấy rõ bụi mù bên trong rốt cuộc là thứ gì. Một cổ gió lạnh đột nhiên cuốn lên, mấy giây sau đó, hết thảy khôi phục yên lặng. Tầm mắt bên trong xuất hiện một người thanh niên lãnh ngạo bóng người. Thanh niên cả người nghỉ ngơi chứa, khóe miệng ngậm một cây nhang khói, cúi đầu, rất là lười biếng. Nhưng là lười biếng bên trong, nhưng là để cho người cảm giác được lạnh như băng. Cả nhà tựa như đều biến thành hầm băng. CMN, người mẹ hắn là ai? Người có biết chúng ta Huyết Minh? Một vị Huyết Minh cường giả lời còn chưa nói hết, vậy lười biếng thanh âm liền trực tiếp mở miệng, người quá ồn, ta thích yên lặng. Một giây kế tiếp, ý định giết người ầm ầm bùng nổ. Lau một cái huyết quang thoáng qua. Vậy Huyết Minh cường giả phát giác nguy cơ, theo bản năng muốn ngăn trở. Nhưng phát hiện mình lực lượng vào giờ khắc này vô cùng nhỏ bé. Huyết quang kia trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể. Huyết dịch văng khắp nơi, xương trắng hiển lộ. Tại chỗ bỏ mình. Chỉ một ngón này, liền rung động tất cả mọi người tại chỗ. Hoa Hạ vẫn còn có cường giả loại này. Hơn nữa hành động của đối phương rất hiển nhiên, liền là hướng về phía bọn họ Huyết Minh tới. Phương Tinh Vân con người đông lại một cái, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng phát hiện giữ lãnh ngạo thanh niên ngẩng đầu lên. Gương mặt đó bàng, hắn vô cùng quen thuộc. Diệp Thần. Sư phụ để cho hắn đuổi giết Hoa Hạ Diệp Thần. Giờ khắc này, Phương Tinh Vân nhưng là phá lên cười, Diệp Thần, ngươi lại còn dám tìm tới cửa. Đã như vậy, ta liền cho sư phụ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Huyết Minh nghe lệnh, ngưng trận, bắt lại người này. Trịnh tiên sinh. Còn dư lại người Huyết Minh bỏ mặc có do dự chút nào, trường kiếm rút ra, ý định giết người phóng thích. Ngắn ngủi 3 giây, liền đem Diệp Thần bao vây. Không chỉ như vậy, bước chân rối rít bước ra quái dị nhịp bước. Một đạo Huyết Minh sát trận trực tiếp tạo thành. Phong tỏa Diệp Thần chạy trốn một ít cơ hội. Giết! Một tiếng giống giận, những người đó trường kiếm trong tay đồng loạt bắn ra. Bốn phương tám hướng kiếm ý dường như muốn phá vỡ không khí, hướng Diệp Thần xuyên thấu đi. Sát trận này, bọn họ có lòng tin tuyệt đối, có thể bắt lại cái này cuồng vọng Hoa Hạ Diệp Thần. Diệp Thần nhìn cuốn tới từng chuôi kiếm lạnh lẽo, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đây chính là các người Huyết Minh tới đuổi giết ta lực lượng. Để cho ta quá thất vọng. Dứt lời, Diệp Thần bước chân đột nhiên đạp một cái. Sức lực gió giống như sóng gió kinh hoàng vậy tung lên. Mặt đất như mạng nhện vậy lan tràn nứt ra. Mà nóc nhà lại là trực tiếp nặn bị tức lãng xông phá. Đồng thời, những cái kia trực tiếp Diệp Thần chỗ hiểm kiếm lạnh lẽo, ở còn không có chạm được Diệp Thần nháy mắt hồn nhiên dừng lại. Giống như có một cổ cực mạnh trở ngại điều khiển hết thảy. Dần dần, nguyên bản nắm chắc phần thắng Huyết Minh cường giả từng cái khóe miệng tràn ra máu tươi. Nháy mắt bây giờ, trận pháp đã bị buộc. Bọn họ đều bị sát trận cắn trả. Một câu nói, một cước, liền phá vỡ Huyết Minh mạnh mẽ sát trận. Làm sao có thể? Giờ khắc này, tất cả mọi người trong mắt có sợ hãi sâu đậm. Phảng phất có một đôi vô hình tay giữ lại bọn họ cổ họng. Mà vậy trung ương thanh niên, chính là tử thần. Những thứ này kiếm ta coi thường, liền cùng nhau vẫn còn cho các người đi. Diệp Thần lạnh nhạt thanh âm rơi xuống, thân thể bên trong Huyết Long hơi thở ầm ầm bùng nổ. Vậy từng chuôi treo trên bầu trời kiếm trực tiếp lộn, đồng loạt hướng thi trận người đi. Phốc phốc phốc, những cái kia xuất thủ Huyết Minh cường giả thân thể trực tiếp bị phá ra. Lại là chết ở kiếm của mình hạ. Huyết dịch tiệm nhiễm đất đai. Ai có thể nghĩ tới sẽ là kết cục này.
cái này Diệp Thần không phải mới vừa bước vào chân nguyên cảnh sao? Nhưng là giờ phút này vì sao bùng nổ lực lượng nhưng là thần du cảnh trên? Mấu chốt còn không đơn thuần thần du cảnh à? Trời à! Một cái cổ thi thể, ngổn ngang. Vắng lặng ý cuộn sạch mở. Gió lạnh mà qua, Huyết Minh Phương Tinh Vân tỉnh hồn lại. Hắn ở Huyết Minh thời điểm, nghe nói vô số liên quan tới Diệp Thần tin đồn. Cái gì yêu nghiệt tài, tư chất thông thiên, hoa hạ người thứ nhất. Đối với những thứ này danh hiệu, hắn khịt mũi coi thường. Bởi vì, hoa hạ linh khí mỏng manh, căn bản không có thể ra đời thiên tài gì. Cái thế giới này, trừ Côn Lôn hư trở ra, hết thảy đều là con kiến hôi và phế vật. Cái này Diệp Thần cường thế đi nữa, chỉ bất quá lấy được một ít cơ duyên mà thôi. Nhưng là giờ khắc này, hắn phát hiện mình sai rồi. Dưới mắt Diệp Thần bùng nổ lực lượng, ở Côn Lôn hư cũng không coi là yếu. Chí ít mình vẫn là xem nhẹ hắn. Hắn ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, cuối cùng mở miệng, Diệp Thần, xem ra Huyết Minh tất cả mọi người đều bị ngươi lừa, cảnh giới của ngươi và thực lực, thật đúng là để cho ta thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm, bóp tắt trong miệng khói, Phương Tinh Vân, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Ngươi Huyết Minh mang đi ta phụ thân, ta từng đối thiên hạ người nói qua, ta Diệp Thần và Huyết Minh thù không đợi trời chung, gặp một lần, liền giết một người. Phương Tinh Vân nghe được như vậy lời lừa dối, lửa giận trong lòng cháy. Diệp Thần thực lực mặc dù để cho ý hắn bên ngoài, nhưng là muốn đối phó hắn, căn bản không có thể. Hắn ở siêu phàm cảnh đỉnh cấp. Há sẽ sợ hãi một cái thần du cảnh phế vật. Cái này Diệp Thần mạnh hơn nữa, ở hắn trong mắt, vậy không thay đổi được con kiến hôi thân phận. Tiểu súc sinh, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi xem nhìn cái gì mới thật sự là thiên. Dứt lời, Phương Tinh Vân động, quanh thân đợt khí cuộn sạch. Chung quanh đồ gỗ nội thất toàn bộ chấn vỡ. Khí tức cường đại tựa như điều khiển hết thảy. Bỗng nhiên gian, hắn năm ngón tay nắm chặt, trên bàn một chiếc đũa trực tiếp treo trên bầu trời, thậm chí bị hắn vững vàng bắt. Một giây kế tiếp, đũa bỗng nhiên bắn ra. Trực tiếp hướng Diệp Thần tim đi. Một khi bắn trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đũa chung quanh hiện lên hồng quang, tựa như một chi trong đêm tối mũi tên nhọn. Mắt xem đũa sẽ tới đến Diệp Thần trước người, Diệp Thần động. Vậy dập tắt tàn thuốc trực tiếp bắn ra. Rột rột, tàn thuốc lướt qua không khí, kịch liệt tia lửa lóe lên. Tựa như vẫn thạch tuột xuống bầu trời mênh mông. Phương Tinh Vân thấy một màn trước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn biết hoa hạ thuốc lá nội bộ cấu tạo. Thật ra thì chính là cây bông vải mà thôi. Vật này vậy có thể ngăn cản. Cực kỳ buồn cười. Không tự lượng sức phế vật mà thôi. Nhưng là rất nhanh, hắn nụ cười đột nhiên cứng lên. Tàn thuốc và đũa ở trong không khí đụng chạm. Hồng quang đầy trời. Cường đại kình khí lại là chết giật. Bành, một tiếng vang thật lớn, cả nhà bốn bức tường vách đá ầm ầm sụp đổ. Cuồng bạo đợt khí, thậm chí để cho Phương Tinh Vân và Diệp Thần không khỏi được lui về phía sau mấy bước. Nhất kích dưới, lại không phân cao thấp. Làm sao có thể? Không có ai rõ ràng Phương Tinh Vân trong lòng rung động. Hắn nhưng mà siêu phàm cảnh đỉnh cấp, mà đây Diệp Thần nhiều lắm là tại thần du cảnh. Vậy hiện đang tại sao sẽ sinh ra trước mắt tình huống? Ai có thể đưa cho hắn giải thích một chút? Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Diệp Thần Thương Long Huyễn Thân Quyết phun trào. Ngay tức thì đi tới Phương Tinh Vân trước mặt, năm ngón tay dương ra, chợt ép xuống, như ưng móng vậy hướng Phương Tinh Vân cổ trừ đi. Năm ngón tay bây giờ càng là có hồng quang lóe lên. Phương Tinh Vân chợt từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, chân khí ngưng tụ, một trường vỗ ra. Một đạo máu cửa bỗng nhiên tạo thành. Hư trường xuyên qua máu cửa, bất thình lình đánh vào Diệp Thần ưng chảo trên. Bành! Diệp Thần chỉ cảm thấy một tòa như núi uy áp cuồng cuốn tới. Đạp đạp đạp! Hắn thân thể đột nhiên lui về phía sau, cánh tay lại là có chút tê liệt. Cái này Phương Tinh Vân lực lượng lại có thể như vậy khủng bố. Thậm chí vượt xa Dịch Bảo Các Trang bộ phàm. Phương Tinh Vân thấy Diệp Thần dáng vẻ chật vật, cười lạnh một tiếng, tiểu súc sinh, ngươi có biết thân phận chân thật của ta? Ta không ngại nói cho ngươi,
ta là Trịnh trưởng lão đệ tử đắc ý nhất, ta 3 tuổi bắt đầu tu luyện, 10 tuổi liền bước vào chân nguyên cảnh. 15 tuổi lại là phá lệ thành là huyết minh săn giết tiểu tổ thành viên nòng cốt. 23 tuổi, siêu phàm cảnh đỉnh cấp. Ngươi lấy cái gì và ta so? Dứt lời, Phương Tinh Vân một bước bước ra, trong tay sử dụng một chuôi trường kiếm màu xanh. Thanh quang lượn lờ, kiếm ý bung ra. Trực tiếp hướng Diệp Thần biến dạng đi. Kiếm ý hư ảnh trực tiếp hóa là vô số đạo, rậm rạp chằng chịt, giống như kiếm biển hướng Diệp Thần bao phủ. Cả thế giới đều tựa như bị che đậy xuống. Mây đen đè thành. Phương Tinh Vân trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, ở hắn trong mắt, hết thảy đều kết thúc. Huyết Minh cảm thấy khó giải quyết vấn đề, cũng không quá như vậy. Một mình hắn đủ rồi. Mắt xem kiếm biển hoàn toàn bao phủ Diệp Thần nhưng là vào lúc này nhắm hai mắt. Buông tha. Phương Tinh Vân trong lòng vẻ khinh thường đặc biệt là rõ ràng. Bất quá cũng đúng, đối mặt hắn loại cấp bậc này cường giả, buông tha chính là kết quả tốt nhất. Nếu không chỉ sẽ để cho mình thống khổ hơn. Tiểu súc sinh, cùng sau khi ngươi chết, ta sẽ để cho Huyết Minh hầm giam cái đó lão súc sinh cùng nhau đi xuống cùng ngươi. Sư phụ còn cho rằng các người và Côn Lôn Hư Diệp gia có liên lạc, bây giờ nhìn lại, Côn Lôn Hư Diệp gia nào có giống như các người phế vật như vậy. Ngay tại hắn chắc chắn Diệp Thần sẽ hóa là một đạo xương máu lúc đó, vậy bị thanh quang kiếm biển vây quanh thanh niên đột nhiên mở mắt ra. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt? Giết hại, máu tanh, tựa như cửu u ác ma ánh mắt. Có tựa như trong lồng giam thú bị nhốt. Chỉ một cái ánh mắt này, nhưng là để cho Phương Tinh Vân sợ lui về phía sau hết mấy bước. Thậm chí hô hấp dồn dập. Loại này kiếm ý, còn muốn đối phó ta. Ta để cho ngươi xem nhìn cái gì mới thật sự là kiếm ý. Phá thiên kiếm ý kiếm thứ hai, vẫn lạc tinh thần. Diệp Thần một tiếng giống giận, quanh thân khí thế tách thả ra. Trong cơ thể huyết long gầm thét. Chấn hồn kiếm lại là trực tiếp bay ra. Vững vàng rơi vào Diệp Thần trên tay. Diệp Thần tay cầm chấn hồn kiếm, vậy thanh quang kiếm biển trực tiếp bị vô tình biến dạng. Đồng thời, cuồng bạo kiếm ý tựa như chia làm hai. Hai phân là bốn. Như vẫn lạc tinh thần vậy nện xuống. Cùng là kiếm biển, nhưng là giờ khắc này, Phương Tinh Vân kiếm biển nhưng là muốn nổ tung. Phương Tinh Vân nhìn ý định giết người cuốn tới, sắc mặt đại biến. Thân thể cấp tốc lui về phía sau. Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Căn bản không nghĩ ra, một cái tiểu súc sinh, làm sao có tư cách ngưng tụ thành lớn mạnh như vậy lực lượng. Dù là siêu phàm cảnh đỉnh cấp hắn, vào giờ khắc này, trong lòng cũng chỉ có sợ hãi và khủng hoảng. Kiếm trong tay hắn muốn bổ ra kiếm này biển, nhưng phát hiện căn bản là xa cầu. Dù là giờ khắc này bổ ra, một giây kế tiếp kiếm biển lại sẽ tạo thành. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là cái gì kiếm thuật, tại sao hắn ở Côn Lôn Hư chưa bao giờ gặp qua? Kiếm biển rơi xuống, Phương Tinh Vân ngón tay bóp quyết, ngưng tụ lại một đạo bình phong che chở ngăn trở. Nhưng là bình phong che chở tại chỗ vỡ vụn, Phương Tinh Vân bị thương nặng. Trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể lại là như con diều đứt dây vậy, bay rớt ra ngoài. Hung hãn đập xuống ở trang viện phía sau một phiến hoa mai lâm. Một phiến cây mai trực tiếp đập gãy. Bất quá, hắn vẫn là ổn định thân hình, trong mắt khát khao nhìn chằm chằm xa xa hướng hắn đi tới Diệp Thần. Diệp Thần nhìn hắn lạnh lùng nói, ta không có người yêu nghiệt như vậy, ta từ 16 tuổi bắt đầu tu luyện, thời gian 5 năm cũng không có bước vào khí động cảnh, nhưng là nửa năm thời gian, ta liền từ khí động cảnh bước ngang qua 4 cái cảnh giới lớn, trực kích thần du cảnh. Còn nữa, thần của ta bơi cảnh. Đủ để nghiền ép các người siêu phàm cảnh. Giờ khắc này, Phương Tinh Vân bối rối. Đầu óc trống rỗng. Cái này Diệp Thần bằng chừng ấy tuổi bước vào thần du cảnh không tính là yêu nghiệt. Nhưng là nửa năm bên trong, từ khí động cảnh đến thần du cảnh, cái này cũng đủ để kinh người. Dõi mắt Côn Lôn Hư, không có một người có thể làm được. Hắn thời gian đầu tiên cảm thấy Diệp Thần là nói đùa. Nhưng là đối phương trong mắt khẳng định lại để cho hắn luống cuống. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này là thật? Nếu quả thật là như vậy Diệp Thần, sợ là liền Côn Lôn Hư Kỳ Tư Thanh vậy phải ngửa mặt trông lên. Không thể nào. Phương Tinh Vân chợt lắc đầu, không để ý chút nào máu tươi trên khóe miệng,
đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, trực tiếp đánh vào trên cổ mình máu cửa xăm trên. Khoảnh khắc gian, máu cửa xăm lóe lên chói mắt hồng quang. Hắn khí thế cũng là bỗng nhiên leo lên. Trên bầu trời, mây đen dậy, cả thế giới, vào giờ khắc này ảm đạm xuống. Tựa như ngày tận thế. Đồng thời, Phương Tinh Vân bước ra dòng giã 7 bước. Mỗi một bước, Hoa Mai Lâm liền chấn động mấy phần. Làm đến thứ 7 bộ, mặt đất bỗng nhiên rạn nứt. Thân thể lại là mượn lực lượng, nhảy lên 10 mét cao. Hai tay cầm kiếm xanh. Điên cuồng rơi xuống. Huyết môn trảm nguyệt. Một kiếm này, là Trịnh trưởng lão dạy hắn. Cấp bậc cực kỳ cao. Đừng nói siêu phàm cảnh, dù là nhập thánh cảnh sơ kỳ một ít người tu luyện vậy không nhất định có thể chịu đựng ở. Một kiếm này, lôi ra thật dài kiếm ảnh, ước chừng mấy chục mét. Cường thế chấn áp xuống. Lực lượng này chấn động thiên địa. Trang viện trên mây đen lại là sấm sét nện xuống. Dị tượng liền liền. Có thể gặp uy lực. Phương Tinh Vân âm u cười. Diệp thần, là ngươi ép ta. Một kiếm này, nếu như vẫn không thể đem ngươi nghiền ép, ta cuộc đời này liền lại cũng không đụng kiếm. Đây là tự tin của hắn. Hắn tinh huyết trong cơ thể lực, tập hợp như vậy nghịch thiên huyết minh kiếm kỹ, có ai tư cách ngăn trở. Diệp thần nhìn từ trên trời giáng xuống cuồng bạo ý định giết người, trong mắt nghiêm túc. Hắn không có chạy trốn, càng không có lùi bước, ngược lại một bước bay lên không. Bổn mạng linh phù trực tiếp sử dụng. Quanh thân tràn đầy lôi hồ. Không chỉ như vậy, trong cơ thể long khiếu ầm ầm bùng nổ. Một cái huyết long trực tiếp chui ra trong cơ thể. Trăm trượng huyết long, xông lên trời. Sát ý ngang dọc. Vạn đạo kiếm pháp, chém. Chấn hồn kiếm biến dạng không khí, mang tia sáng chói mắt vào huyết long tàn lượn quanh. Trực tiếp vậy Phương Tinh Vân huyết môn trảm nguyệt. Bành. Hai cổ vô hình đợt khí bỗng nhiên tạo thành, toàn bộ Hoa Mai Lâm gió nổi lên. Vô số hoa mai phiêu linh. Không chỉ như vậy, hơn ngàn bụi cây cây mai nhổ tận gốc. Có chút thậm chí cuốn vào trung tâm bão, hóa là bụi bặm. Mặt đất hết thảy san thành bình địa. Phương Tinh Vân lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hung hãn nện xuống đất. Lần này, hắn vô cùng chật vật, một cái hố sâu trực tiếp tạo thành. Mà Diệp thần cũng không khá hơn chút nào. Khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể cũng là vung ở trên mặt đất, toàn thân đều có chút chết lặng. Hắn cưỡng ép chống đỡ thân thể đứng vững. Ở hắn trong mắt, huyết minh hết thảy đồ, tất cả đều là rác rưởi. Như thế nào cùng Trần Thiên Lê kiếm kỹ như nhau? Một cái là trời, một cái là... Hắn bước chân tập tễnh, từng bước một hướng hố sâu đi tới. Rất nhanh liền đi tới bị thương Phương Tinh Vân trước mặt. Ngươi mới vừa nói nếu như ngươi hôm nay không cách nào đem ta nghiền ép, cuộc đời này lại cũng không cần kiếm, vậy ta thành toàn cho ngươi. Một giây kế tiếp, Diệp thần trong tay xuất hiện một đóa hoa mai phi tiêu. Không chút nào lưu dậy, cuốn lên ngút trời đợt khí, trực tiếp bắn ra. Xa xa chạy đi, tựa như bôi đen quang hoa phá trường không. Hố sâu bên trong Phương Tinh Vân mới vừa đứng lên, ăn vào một viên đan dược, vừa mới chuẩn bị cầm kiếm ra tay, hắc quang thoáng qua. Một giây kế tiếp, hắn vậy nắm chặt tay, lại mất đi trực giác. Về sau nữa, hắn phát hiện bả vai mình nóng lên. Hắn con người trợn to, làm tầm mắt chạm được bả vai nháy mắt, hắn phát hiện tay mình chặn. Lại có thể bị Diệp thần chặt đứt. Không, hắn tê tâm liệt phế gầm thét. Ai có thể nghĩ tới, cao cao tại thượng hắn, giờ khắc này lại bị một cái thằng nhóc TQ kéo xuống thần đàn. Chặt đứt dùng kiếm tay, hắn cả đời này như thế nào dùng kiếm? Hắn điên cuồng, hắn dữ tợn. Hắn hận không được hóa là một đầu hung thú, hung hãn cắn Diệp thần thịt, hút Diệp thần máu. Diệp thần ngươi tên tiểu súc sinh này, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi thần hồn câu diệt. Phương Tinh Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Mi tâm máu tươi trực tiếp xông ra. Tinh huyết này bây giờ có Trịnh trưởng lão một đạo lực lượng. Đủ để nghiền ép Diệp thần. Tay hắn chỉ bóp quyết, vừa định đem máu tươi sử dụng. Một đạo thân ảnh nhưng là đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngón tay lạnh như băng xuyên qua, nắm vậy cái máu tươi. Chính là Diệp thần.
Diệp Thần ở Diệp gia nhà cũ thời điểm sẽ dùng đại đạo tầm quyết phát giác chuyện này. Hắn làm sao biết cho Phương Tinh Vân sử dụng máu tươi quyền lực. Tay cầm máu tươi, thì chẳng khác nào thao túng hết thảy. Phương Tinh Vân căn bản không nghĩ tới, mình dẫn động máu tươi nháy mắt, cái này Diệp Thần sẽ xuất thủ ngăn cản. Mấu chốt, cái này Diệp Thần là làm sao phát giác. Diệp Thần, còn ta máu tươi. Một tiếng kinh thiên gầm thét tiếng vang khắp. Tay cụt Phương Tinh Vân chỉ có thể dùng tay trái đập ra. Nhưng là còn chưa ra tay, một cái huyết long liền đáp xuống. Cuồn cuộn liệt diễm và giết hại khí bọc, quấn quanh ở Phương Tinh Vân. Phương Tinh Vân như rơi vào hầm băng, trọng thương hắn làm sao động thủ. Không chỉ như vậy, trên bầu trời, sấm sét rơi xuống, tựa như một cái lôi long, ngưng mắt nhìn hắn. Hắn căn bản không nghĩ tới. Huyết minh người sẽ vào giờ khắc này toàn quân chết hết. Chỉ vì là một người thanh niên, Diệp Thần. Hắn rốt cuộc rõ ràng, huyết minh vậy vô số liên quan tới Diệp Thần câu chuyện. Đó không phải là lời nói dối, mà là thiết thiết thực thực sự thật. Giờ khắc này, hắn sợ. Hắn sợ chết. Hắn cuối cùng vẫn là người à. Mới vừa tu luyện tới siêu phàm cảnh đỉnh cấp, nếu như bị người chém chết. Vậy hắn trước khi hết thảy cố gắng đều uổng phí. Diệp Thần, người không thể động ta là Trịnh trưởng lão. Bót, lời còn chưa nói hết, chấn hồn kiếm liền vỗ vào mặt hắn gò má trên. Vô cùng lạnh như băng. Mặt hắn gò má lại là đổi được đỏ thẫm. Diệp Thần tay cầm chấn hồn kiếm, có nhiều thú vị nói, bất kỳ huyết minh người, đều sẽ chết, đây là ta cam kết. Ta không muốn làm một cái người nói không giữ lời. Nói chuyện bây giờ, Diệp Thần đem kiếm từ từ đặt ở Phương Tinh Vân trên cổ. Sát ý lạnh như băng bọc. Không ngại lại nói cho ngươi một cái bí mật đi, ta trừ Diệp Thần trở ra còn có một cái tên chữ. Diệp Thí Thiên. Dứt lời, chấn hồn kiếm nhẹ nhàng lướt qua. Đầu lâu trực tiếp rơi xuống. Đầu lâu trong mắt là dữ tợn và bất ngờ. Phương Tinh Vân căn bản không nghĩ tới sư phụ đi núi Côn Lôn tìm kiếm Diệp Thí Thiên chính là Diệp Thần. Diệp Thí Thiên liền trang bộ phàm cũng có thể trấn áp, hắn như thế nào ngăn cản. Từ huyết minh tới hoa hạ bắt đầu, đây cũng là một cái sai lầm. Thiên đại sai lầm. Máu tươi tiệm nhiễm, không đầu khu lại là rơi ở trên mặt đất. Huyết long chui trở về liền Diệp Thần thân thể. Hết thảy bình tĩnh. Nhưng mà, hết thảy các thứ này vẫn chưa kết thúc. Diệp Thần giang tay ra, tay cầm giọt kia Trịnh trưởng lão máu tươi. Khóe miệng phát họa một đạo nụ cười. Trịnh trưởng lão, người nói, ta lấy máu tươi, ngoài ngàn dặm trọng thương ngươi, người sẽ là dạng gì tâm tình? Dứt lời, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, linh thạch từ luân hồi mộ địa cầm ra. Ngưng tụ trận pháp, ánh sáng lóe lên. Lấy máu tươi là mới, trận pháp là kiếm, kiếm mới chi đạo, cách không tổn thương người. Đây là Thương Hải Bình đã từng dạy hắn linh phù chi đạo thuật pháp. Ở vậy dưới tình huống quả thực gân gà. Dẫu sao đối mặt cường địch, đối phương làm sao có thể đem máu tươi giao cho ngươi xử trí. Nhưng là bây giờ, đây cũng là Diệp Thần cơ hội. Diệp Thần ngón tay tốc độ càng lúc càng nhanh, một đạo đạo kim sắc phủ văn lóe lên ra. Trực tiếp đem giọt kia máu tươi bọc. Nháy mắt tức thì, kim quang xuyên thấu, vô cùng chói mắt. Cùng lúc đó, núi Côn Lôn phi trường quốc tế. Trịnh trưởng lão và một vị huyết minh đệ tử mới vừa xuống máy bay, trực tiếp mướn một chiếc xe hướng Dịch Bảo Các đi. Mặc dù Dịch Bảo Các bị hủy, nhưng là vẫn có thể nhận ra được một tia dấu vết. Trên xe Mercedes, Trịnh trưởng lão đóng chặt tròng mắt, cảm thụ chung quanh hết thảy. Đột nhiên, hắn tựa như phát giác cái gì, tròng mắt mở ra. Vô cùng kinh người. Hắn đệ tử đắc ý nhất Phương Tinh Vân lại có thể chết. Triệt triệt để chết. Liền thần hồn vậy tiêu diệt. Làm sao có thể? Tại sao Phương Tinh Vân không dùng tới máu tươi của hắn? Tại sao? Hắn một quyền đập vào cửa xe trên. Cửa xe trực tiếp bị đánh mở. Phía trước lái xe huyết minh đệ tử hiển nhiên bị giật mình, sắc mặt tái nhợt, vội vàng dừng xe tới. Trịnh trưởng lão, thế nào? Trịnh trưởng lão con người đông lại một cái, trên cổ nổi gân xanh. Giận dữ hét, nhanh lên hồi sân bay, Phương Tinh Vân xảy ra chuyện. Vậy huyết minh đệ tử vội vàng nổ máy xe, trực tiếp quay đầu.
Còn đi chưa được mấy bước, Trịnh trưởng lão nhưng là nói, dừng lại. Đối với Trịnh trưởng lão lặp đi lặp lại vô thường, vậy huyết minh đệ tử mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo. Xe còn chưa hoàn toàn dừng lại, Trịnh trưởng lão trực tiếp xông ra ngoài. Ngồi xếp bằng. Hắn không có lựa chọn. Tại mới vừa trong nháy mắt, hắn quanh thân lại dẫn động từng cơn kim quang. Kim quang có cực mạnh nóng bỏng cảm giác, dường như muốn đem hắn thần hồn cháy. Loại trình độ này đặc biệt là mãnh liệt. Hắn rất rõ ràng, có người đang dùng thuật pháp, cháy máu tươi của hắn. Đối với hắn tiến hành cắn trả. Cái này thuật pháp ở một ít cổ tịch bên trong xuất hiện, hắn vốn cho là căn bản không có, bây giờ nhìn lại, lại có người nắm giữ. Rốt cuộc là ai? Trịnh trưởng lão thanh âm cơ hồ vang khắp toàn bộ núi Côn Lôn. Hắn nhìn không được hết thảy, cầm ra một khối máu cửa ngọc bội. Ngọc bội lóe lên từng cơn ánh sáng, máu cửa hư ảnh trực tiếp xuất hiện. Bao phủ ở trận trưởng lão quanh thân. Đồng thời, hắn bước ra một giọt máu tươi, bắn vào máu cửa trên. Cách không đấu pháp, ta ngược lại là phải xem ngươi có thực lực gì. Dứt lời, máu trên cửa cổ xưa phạm văn tựa như vọt ra. Nháy mắt tức thì, bọc Trịnh trưởng lão toàn thân. Điên cuồng chống đỡ kim quang. Kim quang và phạm văn không ngừng va chạm, cuồn cuộn đợt khí nổ bể ra. Cái đó huyết minh đệ tử kia chống cự được à, trực tiếp khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể vội vàng hướng phía sau rút lui. Mercedes-Benz xe nhỏ không rút lui kịp, tại chỗ bốc cháy, nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, bên kia Diệp Thần nhưng là đã mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Hắn vốn cho là trận pháp có thể phá vỡ tinh huyết này. Lại không nghĩ rằng vậy Trịnh trưởng lão hồ ly này vẫn là giữ lại một tay. Nhìn vô căn cứ xuất hiện mấy đạo phù văn, Diệp Thần một tiếng giống giận cút ngay. Một giây kế tiếp, huyết long hồng quang lóe lên, bàn vòng quanh Diệp Thần. Nhìn vậy cuốn tới phạm văn, huyết long trực tiếp chiếm đoạt. Nhưng là căn bản không có dùng, phạm văn vượt sinh càng nhiều, rậm rạp chằng chịt, che đậy hết thảy. Không chỉ như vậy. Những cái kia phạm văn lại là hình thành một đạo máu cửa. Đứng ở Diệp Thần trước mặt. Huyết minh đột nhiên mở ra, bên trong hình ảnh chính là núi Côn Lôn Trịnh trưởng lão. Hai tròng mắt bỗng nhiên mở ra. Bốn mắt nhìn nhau. Trịnh trưởng lão diễn cảm vô cùng dữ tợn, trong mắt lại là lửa giận cháy, Diệp Thần, lại là ngươi. Hắn không chỉ nhìn thấy Diệp Thần, lại là nhìn thấy trên đất đệ tử kia đầu lâu. Phương Tinh Vân lại bị Diệp Thần chặt đứt đầu lâu. Hắn một mực làm con trai đệ tử lại có thể bị người chặt đứt đầu lâu. Là con cái đau, ai có thể chịu đựng. Tiểu súc sinh, người giết ta huyết minh nhiều người như vậy, hôm nay ta dù là rơi xuống tu vi cũng phải đem ngươi tru diệt. Không do dự nữa, Trịnh trưởng lão từ hông gian lấy ra một bản phù văn. Phù văn sử dụng, hắn đột nhiên khạc ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ phù văn. Đồng thời đốt đốt. Dần dần, hóa là một chuôi tràn đầy ngọn lửa trường kiếm. Xuyên thấu máu cửa, hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần, người lấy là có thể sử dụng máu tươi, trọng thương ta. Hôm nay ta dù là bị thương, cũng phải đem ngươi kéo xuống địa ngục. Trịnh trưởng lão gầm thét chi tiếng vang lên. Có thể chết tại đây đạo trên phù văn, Diệp Thần cũng nên vinh hạnh. Mà giờ khắc này Diệp Thần, nhìn vậy cấp tốc cướp được ngọn lửa. Hơi biến sắc mặt. Hắn muốn buông tay ngăn trở, nhưng phát hiện, một khi ngăn trở, hắn cũng sẽ bị máu tươi cắn trả. Đáng chết! Dù là vận dụng huyết long và bổn mạng phù văn cũng không khả năng. Giờ khắc này cảm giác nguy cơ chỗ ngồi trong lòng. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa chấn động chi tiếng vang lên. Một giây kế tiếp, hai đạo hàn quang xuyên thấu tới. Trực tiếp hướng ngọn lửa trường kiếm va chạm đi. Suy, một tiếng, hai cổ năng lực bỗng nhiên va chạm. Ngọn lửa bây giờ bỗng nhiên biến mất. Đồng thời, vậy hai đạo hàn quang hoàn toàn hiện ra. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, lại là Trảm Long Kiếm. Đây là Trảm Long Kiếm lần thứ hai lao ra cứu hắn. Lần trước cứu hắn, nhận chịu to lớn lực lượng, trực tiếp gãy lìa. Lần này, cho dù gãy lìa, Trảm Long Kiếm bên trong kiếm linh vẫn nguyện ý là hắn ngăn trở hết thảy. Nhìn trước mặt cơ hồ đen nhánh hai đạo kiếm gãy, Diệp Thần quả đấm nắm chặt. Chấn hồn kiếm cũng tốt, phá dương kiếm cũng được,
mặc dù so Trảm Long kiếm phẩm cấp cao hơn, nhưng là con đường đi tới này, trải qua máu, hợp lại quá mệnh chỉ có nó. Người có hồn, kiếm có linh. Mà Trảm Long kiếm nhưng là nhận định Diệp Thần. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí để cho ngươi biến thành thế gian kiếm thứ nhất. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên thấu máu kia cửa, rơi vào Trịnh trưởng lão trên mình. Mạng ngươi, còn không có kiếm ta quý, Trảm Long kiếm do các người huyết minh hủy, như vậy hôm nay, ta liền hủy diệt ngươi thân xác. Không tiếc bất cứ giá nào. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, sấm sét lóe lên ra. Quấn quanh ở trên cánh tay. Vô cùng điên cuồng. Đan điền chân khí toàn bộ hội tụ tại hai tay bây giờ. Phốc! Diệp Thần bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi điên cuồng đốt đốt. Luân hồi mộ địa, hai đạo thân ảnh già nua tự nhiên chú ý tới một màn này. Chúng ta thật không ra tay sao, thằng nhóc này nhưng mà cái người điên. Một kích này mặc dù có thể cách không trọng thương người nọ, nhưng là hắn cũng biết trả một cái giá thật là lớn. Nếu như chúng ta hỗ trợ, nói không chừng, thằng nhóc này có thể trở lui toàn thân. Đoạn Lô Nhân đối với bên cạnh ông già nói, hắn nhưng mà không hy vọng Diệp Thần có sơ suất gì. Bất Diệt đứng đầu con ngươi híp lại, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, hiển nhiên là đối với Diệp Thần cử động có chút hứng thú. Mấy giây sau đó, hắn mở miệng nói, tại sao phải ra tay? Luân hồi mộ địa giá trị tồn tại ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Chúng ta chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt ra tay, nhưng không đại biểu, thằng nhóc này muốn hết thảy dựa vào chúng ta. Bây giờ thằng nhóc này bằng sức một mình điên cuồng chống cự, ta đây là đối với hắn sinh ra một ít hứng thú. Liền do hắn đi đi, bỏ mặc cuối cùng bị thương còn là như thế nào, đây đối với mộ chủ mà nói đều là cơ duyên. Huống chi, hắn đối phó ông già tu vi cũng không yếu, so thằng nhóc này cao hết mấy cảnh giới lớn, nếu như trọng thương đối phương, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Đoạn Lô Nhân ngẩn ra, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tên này không riêng gì quái nhân, lại là một cái người điên. Mà giờ khắc này, Diệp Thần thiêu đốt giọt kia máu tươi càng điên cuồng. Diệp Thần đan điền cơ hồ tất cả chân khí tất cả đều hội tụ ở đó máu tươi trên. Máu tươi hóa là một đạo tràn ngập sấm sét quả cầu lửa. Lực lượng cuồng bạo không thua gì một viên bom nguyên tử. Máu cửa vậy một con Trịnh trưởng lão tự nhiên cảm thấy không đúng, tràn đầy nụ cười và mặt dữ tợn bàng bỗng nhiên đọng lại. Thằng nhóc này là người điên không được, thật muốn và ta chơi lấy mạng đổi mạng. Hắn so người bất kỳ đều biết, nếu như vật kia xuyên thấu tới, hắn không chết cũng phải trọng thương à. Hắn luống cuống. Hắn cũng sợ. Lại tàn nhẫn người, cũng sợ liều mạng à. Không do dự nữa, Trịnh trưởng lão năm ngón tay giương ra, vậy hội tụ máu cửa vô số phù văn trực tiếp bị rút ra. Phải cắt ra liên lạc, nếu không vô cùng hậu hoạn. Máu cửa đã bể nát mấy phần. Ngay tại phải nhốt lên là nháy mắt, Diệp Thần thanh âm lạnh như băng trực tiếp rơi xuống. Lão già kia, muốn đi, nào dễ dàng như vậy, hôm nay ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ. Tinh hồn máu, cho ta bảo. Dứt lời. Vậy máu tươi hóa thành sấm sét quả cầu lửa xuyên thấu nứt ra máu cửa. Chân khí, máu tươi, sấm sét, ngọn lửa, bốn loại thuộc tính lực lượng đồng loạt bùng nổ. Phạm văn xây dựng máu cửa trực tiếp sụp đổ. Cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Trịnh trưởng lão luống cuống, hắn cưỡng ép cắt ra liên lạc, cực lớn cắn trả lực tấn công tới. Hắn cũng không nhịn được nữa. Há mồm liền khạc ra một ngụm máu tươi. Nhưng là vậy đạo lực tính vẫn là xuất hiện. Mắt xem thì phải đập rơi vào hắn trên mình. Hắn năm ngón tay một chảo, cái đó xa xa huyết minh đệ tử liền cảm giác hấp lực xuyên thấu tới. Hắn thân thể trực tiếp bị Trịnh trưởng lão bắt được. Đồng thời, hướng vậy sấm sét quả cầu lửa đập tới. Trịnh trưởng lão, không muốn. Tại sao phải đối với ta như vậy? Ta nhưng mà một mực rất tôn mời ngươi à, tại sao à? Vậy huyết minh đệ tử có lòng không cam lòng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình sẽ trở thành là Trịnh trưởng lão trong tay bia đỡ đạn. Là ta chết, chính là ngươi lớn nhất vinh dự. Trịnh trưởng lão lạnh lùng nói. Bành! Vậy huyết minh đệ tử trực tiếp hóa là một đạo xương máu. Mặc dù trở ngại sấm sét quả cầu lửa một số lực lượng, nhưng là vẫn cuồng bạo.
Trịnh trưởng lão gương mặt dữ tợn, biết không tránh được. Chỉ có thể nhắm mắt lên. Trong tay sử dụng một cái linh kiếm, trực tiếp bổ ra. Ung ung. Sấm sét bỗng nhiên tung tích. Ngọn lửa bùng nổ. Chung quanh 100 mét đất trực tiếp san thành bình địa. Hóa là phế tích. Bụi mù cuồn cuộn. Mà bụi mù bên trong, trịnh trưởng lão càng bị vô tình tung bay ra ngoài. Trên người quần áo toàn bộ bị hủy, da thịt bây giờ chảy xuôi máu tươi. Vô cùng chật vật. Đây là hắn từ tiến vào huyết minh bắt đầu, lần đầu tiên như vậy. Diệp thần, không giết ngươi, ta thề không làm người. Kinh thiên gầm thét vang vọng ở núi Côn Lôn trên. Hoặc thê thảm, hoặc tức giận. Trọng thương sau đó, trịnh trưởng lão như muốn thời gian ngắn bước lên đỉnh cấp, căn bản không có thể. Cùng lúc đó, tỉnh Chiết Giang, hoa mai trong rừng. Giống vậy phế tích, ngồi xếp bằng Diệp thần khạc ra một ngụm máu tươi. Toàn thân truyền tới một hồi đau ý. Vì trọng thương trịnh trưởng lão, Diệp thần trả giá cao quá lớn. Thậm chí không tiếc cắn trả mình. Nhưng là cái này đáng. Thần du cảnh trọng thương một cái nhập thánh cảnh trên cường giả, chưa bao giờ nghe. Nhưng hắn Diệp thần làm được. Diệp thần thở ra một ngụm trọc khí, cường đại mệt mỏi cảm giác tấn công tới. Một giây kế tiếp, trực tiếp té ở hoa mai lâm bên trong. Hắn quá mệt mỏi, cần đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Chung quanh hoang vu một người, trang viên lão bản và nhân viên cũng bị huyết minh người chu diệt. Tựa như đúng phiến thiên địa chỉ còn lại Diệp thần một người. Ngay tại Diệp thần lúc hôn mê, một viên đá màu đen trực tiếp chui ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Vô tận linh khí phun trào tới, Diệp thần thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khôi phục trước. Luân hồi mộ địa. Đoạn Lôi Nhân nhìn bên người dẫn động thuật pháp bất diệt đứng đầu, cười lạnh nói, ngươi không phải nói không thừa nhận tên này sao, tại sao còn muốn giúp hắn? Bất diệt đứng đầu cười một tiếng, ta không thừa nhận hắn và cứu hắn là hai chuyện khác nhau, tiểu tử này làm việc phong cách ta thích, chỉ có điên cuồng chi người mới có thể thành việc lớn. Hắn điên cuồng nói không chừng có thể đem chúng ta 100 người cứu ra. Luân hồi mộ địa không có chọn lầm người. Đêm đã tối. Diệp thần vẫn hôn mê trước. Thương thế trên người của hắn đã biến mất, chung quanh thi thể và máu tươi đã bị phế khư che giấu. Đêm đã tối. Diệp thần vẫn hôn mê trước. Hắn thương thế đã khôi phục hơn nửa, thậm chí tu vi vậy kéo lên không thiếu, chung quanh thi thể và máu tươi đã bị phế khư che giấu. Không lâu lắm, một cái cõng một bó củi người mặc mộc mạc bé gái trải qua nơi này. Bé gái 13-14 tuổi, là vùng lân cận thôn xóm thấp bảo hộ. Trong nhà chỉ có Gia Gia, một cái tê liệt ở giường phụ thân, cùng với nàng. Vì cho nhà giảm bớt một ít gánh vác, nàng mỗi ngày tan học cũng biết gánh một bó củi về nhà. Nàng thường xuyên sẽ tới nơi này xem hoa mai. Đây là nàng một ngày kế tiếp, lớn nhất hưởng thụ. Nhưng là giờ phút này, nàng ngây dại, cây mai không có, đẹp gian nhà cũng không có. Cái này, nơi này phát sinh cái gì? Đột nhiên, nàng chú ý tới cái gì, vội vàng bước nhanh tới. Khi thấy Diệp thần nằm như vậy, nàng do dự hồi lâu, vẫn là đưa tay ra ở Diệp thần chóp mũi dò xét một chút. Khá tốt, ngươi còn sống liền tốt. Ca ca, ngươi tỉnh lại đi, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Bé gái đẩy một cái. Nhưng là hôn mê Diệp thần không có bất kỳ để ý tới. Bé gái vốn định báo C, A, nhưng có phát hiện không điện thoại di động, vùng lân cận cũng không có ai có thể nhờ giúp đỡ. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể ở hủy diệt ngoài trang viện tìm tới một chiếc tay đẩy đôi bánh xe xe, thật vất vả đem Diệp thần đỡ đi lên, hướng chỗ sâu thôn đi. Thôn Tùng Sơn. Một nơi đổ nát nhỏ hẹp bùn miếng ngói phòng. Dưới ánh đèn lờ mờ đều là cũ kỹ đồ gỗ nội thất. Bên trong chất đầy đồ, nhìn như có chút kiềm chế. Mà giờ khắc này, hôn mê Diệp thần chỉ như vậy yên lặng nằm ở một nơi trên ghế salon. Ghế salon có chút niên đại. Đem Diệp thần cứu về nhà bé gái đang gian nhà nấu cơm, làm xong cơm, liền chủ động đem cơm bưng đến tê liệt ở giường trước mặt cha, từng miếng cẩn thận này. Nàng nhìn phụ thân dáng vẻ, có chút khó chịu. 3 năm trước, vốn là nàng vẫn là có cái hòa thuận gia đình. Không tính là giàu có, nhưng là còn đã tính đi. Chỉ tiếc,
phụ thân ở tỉnh Chiết Giang một nơi công ty xây cất đi làm thời điểm, vô tình trời cao rơi xuống. Nhặt hồi một cái mạng, nhưng là nhưng định trước cả người chỉ có thể tê liệt ở giường. Mẫu hôn một cái tháng sau vậy chạy. Chẳng biết đi đâu. Chỉ còn lại nàng và Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau. Nàng nho nhỏ bả vai liền phải chịu đựng áp lực và trách nhiệm. Nàng nhìn một cái đồng hồ trên tường, Gia Gia vẫn chưa về, chắc còn ở bên ngoài bầy sạp, miễn cưỡng có thể bù vào một chút đồ dùng gia đình. Bầy sạp thu vào trở thành nhà duy nhất lai nguyên. Cô gái làm xong hết thảy, ánh mắt lại rơi vào hôn mê Diệp Thần trên mình. Nếu như không phải là thấy được Diệp Thần trạng thái giống phụ thân, nàng mới sẽ không tốt bụng mang về. Mới vừa rồi nàng vậy tìm tới trong thôn thổ trung y cho Diệp Thần nhìn triệu chứng, kết quả lại để cho nàng dở khóc dở cười. Người đàn ông này không những không có vấn đề gì, tình trạng thân thể còn dị thường tốt, dưới mắt chẳng qua là ngủ. Nàng thở dài một hơi, rồi sau đó lẩm bẩm nói, làm sao còn không tỉnh? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết là ngủ chứng? Lời còn chưa nói hết, đột nhiên, trên ghế salon người đàn ông mở mắt ra. Sát cơ lạnh như băng phóng thích, tựa như uy áp hạ xuống. Cả nhà hơi thở cũng bị phong tỏa. Cô gái hiển nhiên bị sợ, đặt mông ngồi trên mặt đất, thân thể lại là run rẩy. Diệp Thần hoàn toàn tỉnh hồn lại, nhìn trước mắt hết thảy, ý định giết người thu liễm. Ta tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ liền mấy phần. Trong đầu ngay tức thì xuất hiện hôn mê sau hình ảnh. Thì ra là như vậy. Thật ra thì, hắn chỉ bất quá nằm mấy giờ là có thể tỉnh lại, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị cô gái này mang theo trở về. Bất kể như thế nào, đây cũng là cô bé có lòng tốt, hắn trong lòng vẫn là có chút cảm kích. Sau đó, Diệp Thần ánh mắt rơi vào ngồi dưới đất trên người cô gái, cười một tiếng, trực tiếp đứng lên, lại là đem cô gái đỡ lên. Chân thực ngại quá. Mới vừa rồi đem ngươi hù dọa đi. Cô gái lắc đầu liên tục không, không có, trên đất có chút trượt mà thôi, ngươi tỉnh liền tốt. Ngươi có đói bụng hay không, trong nồi còn có chút thức ăn, ta cho ngươi bưng tới. Diệp Thần vẫn chưa trả lời, cô gái liền đem đồ bưng cho Diệp Thần. Ta làm đồ khó ăn quá, ngươi góp một chút đi. Cô gái có chút ngượng ngùng nói, lại là đùa bỡn vạt áo, có chút bất an. Diệp Thần nhìn một cái trước mặt thức ăn, không có bất cứ ba động gì. Cải xanh và mầm đậu. Thật đơn giản nước nấu một chút mà thôi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, vẫn là ăn hết. Đồng thời, hắn chú ý chung quanh đây hết thảy, đại khái đối với bé gái hoàn cảnh sinh hoạt có chút biết rõ. Hẳn so hắn tưởng tượng còn muốn gay gâu. Nếu gặp, có thể giúp đỡ đi. Đúng rồi, tiểu muội muội, người tên gọi là gì? Diệp Thần hỏi. Cô gái do dự mấy giây, vẫn là nói, ta kêu. Lưu Tử Hàm. Diệp Thần, dĩ nhiên, người cũng có thể kêu ta thần ca. Lưu Tử Hàm gật đầu một cái, đối với nàng mà nói, người đàn ông này cũng không thể nào cùng nàng có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Từ Diệp Thần ăn mặc tới xem, nàng có thể cảm giác được, hai người rõ ràng cho thấy hai cái thế giới. Có thể từ Diệp Thần rời đi nhà này sau đó, liền mỗi người một ngã. Càng là mấu chốt là, mới vừa rồi Diệp Thần tỉnh lại ánh mắt, quá dọa người. Bây giờ nàng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, đứng lên, hướng trên giường Lưu Tử Hàm phụ thân đi tới. Ngươi muốn làm gì, Lưu Tử Hàm khá là phòng bị nói. Dẫu sao nàng căn bản không biết người đàn ông này lai lịch ra sao, vạn nhất là người xấu làm thế nào. Nếu như ta nói, ta là cái bác sĩ. Có thể cứu người phụ thân, người có tin hay không? Cô gái ngẩn ra, mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần đã chỉ một cái đưa ra, điểm vào trên giường cái đó người đàn ông trung niên trên ấn đường. Từng tia ánh sáng lóe lên. Diệp Thần đại khái biết vấn đề của đối phương, không tính là quá khó giải quyết. Liền làm còn một cái ân huệ đi. Không do dự nữa, Diệp Thần từ luân hồi mộ địa lấy ra một ít ngân châm đồng loạt bắn ra, hoa cả mắt. Lưu Tử Hàm hoàn toàn xem ngu. Nàng vốn đang đối với Diệp Thần hoài nghi mấy phần, nhưng là rất nhanh, nàng chỉ tin tưởng. Loại này châm cứu thủ đoạn, dù là trong thôn trung y vậy không làm được đi. Không biết là không phải hoa mắt, nàng thậm chí thấy được từng tia ánh sáng ở trên người của phụ thân lưu động.
Diệp Thần căn bản không để ý tới cô bé khiếp sợ, ngón tay tiếp tục bóp quyết, lấy kim làm trận. Quanh thân chân khí xuyên thấu qua ngân châm liên tục không ngừng hội tụ đến người đàn ông trung niên thân thể. Những cái kia gãy mất xương, lại quỷ dị vậy liên tiếp. Sau đó, lại là lấy ra một viên đan dược trực tiếp để cho người đàn ông trung niên ăn vào. Đan dược vào miệng, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập đối phương thân thể. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần thở ra một ngụm chọc khí, năm ngón tay một chảo, ngân châm đồng loạt bay trở về lòng bàn tay của hắn. Người phụ thân tình huống xong hết rồi, phỏng đoán muốn không được bao lâu liền có thể động, mấy ngày nay không muốn làm việc nặng, còn có nhớ mỗi ngày uống thuốc, ta sẽ phái người đem thuốc dán tốt, đưa tới. Đối với Diệp Thần mà nói, hắn không thể nào ở chỗ này ngây ngô quá lâu. Hắn còn có quá nhiều sự việc cần xử lý. Huyết Minh Trịnh trưởng lão còn không có giải quyết, mặc dù trọng thương, nhưng là vẫn tồn tại nhất định uy hiếp. Hắn thích đem uy hiếp bóp chết ở trong nôi. Nếu như không phải là tay hắn cầm đối phương máu tươi, hơn nữa đối với phương khinh địch, thật đúng là không nhất định bị thương liền đối phương. Còn như Lưu Tử Hàm một nhà, hắn để cho thủ hạ tới hỗ trợ là được. Hắn cầm lấy điện thoại ra, cho Diệp Lăng Thiên gửi một cái tọa độ, để cho hắn nhanh nhất tốc độ chạy tới. Lưu Tử Hàm tự nhiên không tin Diệp Thần nói tiếng nói, bệnh của phụ thân tình hình nàng liền hiểu rõ. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là không đại biểu nàng đần. Phụ thân toàn thân tê liệt, bệnh viện lớn cũng bó tay, chỉ có thể bảo thủ chữa trị. Ngắn ngủi mười mấy phút, là có thể trị hết. Dù là thần tiên vậy không làm được đi. Đối với Diệp Thần lời nói dối, nàng cũng không có phơi bày dự định. Bất quá, đối diện nàng trước người đàn ông này vậy không có quá nhiều hảo cảm. Như vậy không thiết thực người, sau này vẫn là bớt tiếp xúc tốt. Đại khái 5 phút sau đó, một chiếc xe Hammer chậm rãi ngừng ở ngoài cửa. Diệp Lăng Thiên trực tiếp đi xuống, khi thấy Diệp Thần không khỏi được thở ra một hơi, trang viện bên kia tình trạng hắn nhưng mà biết. Tất nhiên trải qua cường giả chiến đấu. Lớn như vậy nổ, vốn cho là điện chủ xảy ra chuyện, lại không nghĩ rằng điện chủ trên mình liền một cái vết thương cũng không có. Có thể gặp điện chủ thực lực mạnh mẽ. Diệp Lăng Thiên một bước cũng làm hai bước. Đi tới Diệp Thần trước người. Bót, trực tiếp nửa quỳ ở Diệp Thần trước người, cung kính nói, Lăng Thiên bái kiến điện chủ. Một màn này, trực tiếp Lưu Tử Hàm xem bối rối, sắc mặt thậm chí có chút ảm đạm. Cái này cũng thế kỷ 21, lại còn có người hành loại đại lễ này. Diệp Thần cánh tay nhẹ nhàng dương lên, chân khí từ mặt đất bay lên đi, đem Diệp Lăng Thiên nhờ đứng lên, ngươi lưu một cú điện thoại xuống. Sau đó để cho người chiếu cố mấy phần. Còn nữa, ta chờ một hồi cho một mình ngươi phương thuốc, ngươi phái người xử lý một chút, mỗi ngày đều muốn đúng lúc đưa đến chỗ này. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, điện chủ. Diệp Thần cũng không đoái hoài được Lưu Tử Hàm nghi ngờ cùng kinh ngạc, trực tiếp từ luân hồi mộ địa móc ra một cái mới tinh điện thoại di động, giao cho Lưu Tử Hàm. Cái điện thoại di động này ngươi nhận lấy, liền làm cảm ơn ngươi cơm tối. Có bất kỳ vấn đề, có thể đả thông tin ghi bên trong điện thoại, sẽ có người ra tay giúp ngươi. Lưu Tử Hàm cái hiểu cái không gật đầu một cái, nàng nhìn trên tay pháo bông, biết đây là mới nhất điện thoại iPhone. Rất đắt, nàng không muốn không rõ ràng nhận lấy đồ, mới vừa muốn cự tuyệt, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên đã liền xe nghênh ngang mà đi. Lưu Tử Hàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn một chút thời gian, đã 8 giờ. Vội vàng từ phòng vệ sinh bưng tới một chậu nước nóng, vốn định cho phụ thân lau chùi một nửa mình dưới, lại không nghĩ rằng phụ thân đột nhiên mở mắt. Mở mắt ra cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là tay của phụ thân chỉ lại có thể động. Thời gian trong 3 năm, tay của phụ thân chỉ chưa bao giờ động tới. Lưu Tử Hàm dụi mắt một cái, vốn cho là nhìn lầm rồi, nhưng phát hiện một đôi tràn đầy vết chai tay lại có thể đặt ở gò má mặt nàng trên. Chính là tay của phụ thân à. Lưu Tử Hàm thân thể run lên, hốc mắt ướt át. Ba, ngươi xong chưa? Người đàn ông trung niên tay run run, Tử Hàm, ta thật giống như có thể động, trong thân thể thật giống như có dòng nước ấm, một khi chảy qua, giống như hóa giải cái gì, mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì. 5 phút sau đó, người trung niên đã đỡ lên. Thậm chí có thể miễn cưỡng đứng một hồi lâu.
Lưu Tử Hàm mừng rỡ khôn kể xiết, nàng phát hiện phụ thân khỏe thật. Mặc dù trước mắt không cách nào xuống giường đi bộ, nhưng là đây đã là kỳ tích. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi vào trên bàn vậy cái điện thoại di động, tự nhủ, người đàn ông kia kết quả là ai? Xa lộ, trên xe Hammer. Diệp Lăng Thiên do dự hồi lâu, mở miệng nói, điện chủ, có cần hay không cho vậy người một nhà một ít tiền? Diệp Thần lắc đầu một cái, đưa tiền ngược lại là hại cả nhà bọn họ, người dùng chính phủ cũng hoặc là tập đoàn thiên chính danh nghĩa, cho nàng phụ thân an bài một cái lương cao công tác, sau đó cái cô gái đó vậy chiếu cố một ít. Bất kể như thế nào, gặp phải cũng coi là duyên phận đi. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, đúng rồi điện chủ, người ở trong tin nhắn ngắn để cho ta điều tra tin tức có xếp đặt, núi Côn Lôn một nơi ngày hôm nay quả thật xảy ra nổ. Hiện trường có nhân viên thương vong và xe cộ thiêu hủy, long hồn bên kia cũng giám định, có thể chứng thật chính là huyết minh người. Chỉ bất quá xảy ra chuyện người đàn ông là huyết minh một vị đệ tử, còn như ngươi nói trịnh trưởng lão, cũng không có bất kỳ tung tích. Diệp Thần con ngươi híp lại. Trịnh trưởng lão tất nhiên bị thương, hắn chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chính là hồi Côn Lôn hư, hoặc là chính là ở núi Côn Lôn một cái địa phương nào đó tu luyện. Người sau càng có thể một ít. Như vậy nặng tổn thương, muốn phải lập tức đi đường hồi Côn Lôn hư có thể không thiết thực. Bất kể như thế nào, dưới mắt đây đều là tốt nhất bắt lại đối phương thời cơ. Người để cho ám điện cường giả cùng với long hồn người đi núi Côn Lôn thảm trải sàn thức tìm kiếm, một khi phát hiện trịnh trưởng lão, lập tức liên lạc ta. Diệp Thần phân phó nói, trong mắt sắc bén có chút lạnh như băng. Điện chủ. 20 phút sau đó, tỉnh Chiết Giang khu biệt thự Minh Thúy. Diệp Thần lần nữa về tới đây, ngược lại là cảm khái vạn phần. Lần này trở về, hắn phát hiện tỉnh Chiết Giang cách cục hoàn toàn thay đổi. Tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội đã hoàn toàn biến mất, thậm chí liền trước khi địa điểm làm việc vậy san thành bình địa. Buồn cười là, chỗ đó bây giờ biến thành tập đoàn thiên chính công xưởng. Nghe nói mảnh đất này vẫn là chính phủ không điều kiện cung cấp cho tập đoàn thiên chính. Rất hiển nhiên, đây là lấy lòng. Đồng thời, Hạ Nhược Tuyết Hạ gia cùng với Chu Nhã Chu gia ở tỉnh Chiết Giang địa vị vậy nước lên thuyền lên. Đây chính là cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Diệp Thần thân phận bây giờ không riêng gì tỉnh Chiết Giang người thứ nhất, lại là Hoa Hạ gia tộc cao cấp Diệp gia người. Lần này, hắn ở tỉnh Chiết Giang chỉ biết dừng lại 1-2 ngày, một khi có huyết minh trịnh trưởng lão tin tức, hắn liền sẽ rời đi. Dẫu sao người này không riêng gì uy hiếp, lại là cứu gia phụ thân hy vọng duy nhất. Đi tới phòng khách, Diệp Thần đem gãy lìa Trảm Long kiếm lấy ra ngoài, Trảm Long kiếm đã hoàn toàn mất đi linh tính. Tựa như phế kiếm. Tiếp theo, nếu như có cơ hội, ta phải đem Trảm Long kiếm tu bổ. Lời còn chưa nói hết, túi đá màu đen liền trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Hoang cổ khí dạo rực ra. Đồng nghiệp, một đạo thân ảnh già nua đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần vốn cho là Đoạn Lôi Nhân, lại không nghĩ rằng, là cái đó cổ quái tính tình bất diệt đứng đầu. Người ra làm gì, Diệp Thần có chút không vui. Bất diệt đứng đầu không để ý đến Diệp Thần, cho mình rót một ly trà, tỉ mỉ thưởng thức. Mấy giây sau đó, mới mở miệng nói, thằng nhóc, chúng ta làm một đổi trác như thế nào? Hắn ánh mắt rơi vào Trảm Long kiếm trên, dừng lại chốc lát, liền nói, ta có thể giúp ngươi tu bổ kiếm này, thậm chí đem kiếm này chế tạo thành một chuôi tuyệt thế kiếm, vì ngươi mà sống. Diệp Thần nghe được câu này, đứng lên, nhưng là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cái này không diệt đứng đầu tính cách hắn liền hiểu rõ, tự nhiên không thể nào lòng tốt như vậy. Ngươi điều kiện là cái gì? Bất diệt đứng đầu đem để ly trà trong tay xuống, ném ra một câu ngữ điệu kinh người, ta muốn một giọt sát huyết hàn thể máu tươi. Diệp Thần ngẩn ra, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía bất diệt đứng đầu. Lời nói của đối phương, rõ ràng chỉ chính là ngụy dĩnh. Chẳng biết tại sao, hắn phát hiện luân hồi mộ địa đại năng tựa hồ cũng đối với sát huyết hàn thể cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ lực lượng còn có cái gì chợt? Bất diệt đứng đầu tựa hồ phát giác Diệp Thần nghi ngờ, mở miệng nói, người yên tâm, một giọt máu tươi đối với nàng mà nói không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là đối với luân hồi mộ địa mà nói nhưng rất trọng yếu, đối với ngươi trọng yếu hơn. Cũng hoặc là nói,
đây là đúc lại trong tay ngươi Trảm Long kiếm trọng yếu nhất tồn tại. Ngươi hẳn so người bất kỳ đều biết, sát huyết hàn thể là chân quý dường nào. Diệp Thần không có lập tức đáp ứng, bất kể như thế nào, cái này cũng muốn nhìn đối phương phải chăng tự nguyện, nếu như nàng nguyện ý, ta tự nhiên vậy là đồng ý. Bất Diệt đứng đầu gật đầu một cái, năm ngón tay trực tiếp nắm chặt, vậy hai đạo gãy lìa Trảm Long kiếm trực tiếp trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước mặt. Đồng thời, luân hồi mộ địa vậy cái cỡ nhỏ long mạch, lại bị vô tình biến dạng. Phảng phất là một đạo nóng bỏng nham thạch nóng chảy, bao quanh Trảm Long kiếm. Toàn bộ biệt thự nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Vô tận thông suốt đem hai khúc kiếm gãy dung hợp với nhau. Trường kiếm gãy nước, cũng có thể chém long. Đáng tiếc, thân kiếm mặc dù tu bổ, nhưng là Trảm Long kiếm nhưng không có linh khí. Tựa như một chuôi chết kiếm. Diệp Thần vừa định hỏi một ít chuyện, túi điện thoại đột nhiên vang lên. Đến từ Diệp Lăng Thiên. Điện chủ, Trịnh trưởng lão có tin tức. Diệp Thần con người co giúp một cái, kích động nói, ở nơi nào. Nửa giờ trước, hắn mới vừa trở lại tỉnh Chiết Giang, chỉ bất quá xuống máy bay sau đó, hắn liền mất đi tung tích. Tình huống cụ thể còn đang điều tra. Diệp Thần gật đầu một cái, phân phó nói, người đi xuống trước, thời khắc giúp ta nhìn rõ huyết minh Trịnh trưởng lão tung tích. Người bất kỳ đều không được thả qua. Điện chủ. Thành Tây một nơi lão cư dân lầu. Mới vừa đi gần là có thể ngửi được một cổ mùi máu tanh nồng đậm đạo truyền tới. May ở chỗ này cũng là muốn phá bỏ và rời đi nhà, không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Trước mắt chỉ có mấy gia đình còn cư trụ. Mà giờ khắc này trên sân thượng, một cái ăn mặc áo bào tím ông già đang ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn lơ lửng một khối ngọc bội. Chính là Côn Lôn hư Diệp gia ngọc bội. Ngọc bội lóe lên ánh sáng, từng tia linh khí không ngừng chảy vào ông lão áo bào tím trong thân thể. Toàn bộ trên sân thượng, phảng phất có một cổ vô hình khí lưu khống chế hết thảy. Đột nhiên, ông cụ áo bào tím trong mắt mở ra, há mồm ói ra ra một hớp đỏ bừng máu tươi. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này ông già chính là hắn một mực tìm kiếm Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão nhìn vậy mặt đất vết máu, tay chống đất mặt đứng dậy. Trong mắt âm lãnh hết sức. Cho tới bây giờ không có ai để cho hắn nhận nặng như vậy tổn thương. Cho tới bây giờ không có. Hắn thành tựu huyết minh tử bào trưởng lão, mặc dù không thuộc về quyền lợi trung tâm bão. Nhưng là ở huyết minh địa vị cũng không thấp à. Cả người áo bào tím liền rõ ràng đại biểu hắn vinh dự. Thậm chí tu vi thông thiên, có thể nghiền ép hoa hạ tất cả cường giả. Nhưng bây giờ lại bị một cái thần du cảnh tiểu xúc sinh gây ra như vậy chật vật. Hơn nữa lại là cách không tổn thương người. Nếu như chuyện này truyền ra, hắn ở huyết minh, thậm chí còn ở Côn Lôn hư làm sao phối hợp. Tiểu xúc sinh, hủy ta căn cơ. Nếu ngươi ở tỉnh Chiết Giang, như vậy, ta định để cho ngươi cảm nhận được cái gì là địa ngục vậy thống khổ. Trịnh trưởng lão con ngươi âm trầm đến mức tận cùng. Một giây kế tiếp. Hắn từ không gian lấy ra một cái hình vuông trận bàn. Ngón tay bóp quyết, một giọt máu tươi rơi vào trận bàn trên. Nháy mắt tức thì, ánh sáng bắn ra bốn phía. Toàn bộ sân thượng gió lớn cuốn lên. Mấy giây sau đó, trận bàn trên xuất hiện một đạo già nua hư ảnh. Trịnh Phong, người vận dụng máu cửa bàn vì chuyện gì? Không phải nghe nói người đi Hoa Hạ tìm Côn Lôn hư Diệp ra tin tức sao? Hư ảnh thanh âm rất là lạnh như băng, không mang theo một chút nhiệt độ. Trịnh trưởng lão trên mặt viết đầy tôn kính, vội vàng nói, hộ pháp đại nhân, người hẳn nghe nói Hoa Hạ núi Côn Lôn ngang trời xuất thế một cái Diệp Thí Thiên tin tức đi. Vậy huyết minh hộ pháp con người có giúp một cái, chẳng lẽ người biết Diệp Thí Thiên tung tích? Hắn giọng thậm chí có chút kích động. Côn Lôn hư lời đồn đãi, Diệp Thí Thiên ngang trời xuất thế, trấn áp vô số cường giả. Dẫn thần lôi, hoa mai giết người. Trong thiên hạ, ở bằng chừng ấy tuổi, ai có thể làm đến loại này? Bây giờ Côn Lôn hư, cơ hồ mỗi một cửa tiệm trải, khách sạn, gia tộc, thế lực, tất cả đều lưu truyền Diệp Thí Thiên truyền thuyết. Càng bị điên cuồng thần thoại. Côn Lôn hư ngày thứ nhất kiêu. Kỷ Tư Thanh đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Côn Lôn hư Diệp gia trí cường yêu nghiệt. Ngàn năm trước tuyệt thế cường giả lá phong trần con. Nhập thánh cảnh, thánh vương cảnh trên.
thậm chí còn vô số thế lực cũng tìm Diệp Thí Thiên, muốn lôi kéo Diệp Thí Thiên. Ở Diệp Thí Thiên còn chưa hoàn toàn lớn lên thời điểm gộp không sót, chẳng lẽ cùng không với cao nổi thời điểm ở xuất thủ không? Dù là liền Huyết Minh đều động tâm. Huyết Minh cao tầng cùng với Minh Chủ đều biết Diệp Thí Thiên đối với Huyết Minh ý định giết người. Cho nên một tràng hội nghị khẩn cấp sau đó, lập tức chắc chắn hai cái lựa chọn. Tìm được Diệp Thí Thiên, lại là và Diệp Thí Thiên đàm phán. Lôi kéo Diệp Thí Thiên, bất kể hiềm khích lúc trước. Một khi Diệp Thí Thiên cự tuyệt, cũng chỉ có thể vận dụng Huyết Minh lực lượng mạnh nhất, dù là hộ pháp và chiến điện trưởng lão ra tay, vậy phải trấn áp. Tương uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Trịnh trưởng lão trong mắt thoáng qua một tia lãnh ý, nói láo, đại nhân, quả thật, ta ở Hoa Hạ núi Côn Lôn chỗ sâu gặp được Diệp Thí Thiên, đáng tiếc, còn không nói chuyện, Diệp Thí Thiên liền cường thế chém giết Huyết Minh mọi người. Thậm chí liền ta ái đồ Phương Tinh Vân cũng đã chết. Ta cũng bị trọng thương. Ta thật là không có có mặt mũi hồi Huyết Minh. Trịnh trưởng lão lời nói bây giờ lại là nước mắt chảy xuống. Nếu như tham gia Oscar ban thưởng mà nói, tất nhiên là vai nam chính. Trịnh trưởng lão rất rõ ràng, vậy Diệp Thần đã siêu thoát trói buộc. Hắn bây giờ thương thế muốn trấn áp Diệp Thần rất khó. Hoa Hạ vậy khắp nơi hướng Diệp Thần. Hắn phải đón lấy Huyết Minh càng lực lượng mạnh. Mà Diệp Thí Thiên chính là tốt nhất mượn cớ. Lấy chém chết Diệp Thí Thiên danh nghĩa, trước hết giết Diệp Thần nói sau. Dù là đến lúc đó không có tìm được Diệp Thí Thiên vậy không có quan hệ, cường giả như vậy, tự nhiên khó tìm. Huyết Minh hộ pháp thở dài một hơi, Trịnh trưởng lão, vậy Diệp Thí Thiên liền dịch bảo các người cũng có thể chém chết, các người muốn ngăn cản quả thật rất khó. Ngoại giới lời đồn đãi cái này Diệp Thí Thiên thực lực chân thật chí ít ở nhập thánh cảnh trên, hơn nữa nghịch thiên kiếm kỹ, người bị thương vậy coi là bình thường. Như vậy đi, nếu ngươi chắc chắn vậy Diệp Thí Thiên ngay tại Hoa Hạ, ta cái này thì phái ra Huyết Minh Huyết Chiến Điện trăm vị cường giả do ngươi thống lĩnh. Cái này trăm vị cường giả, thực lực thấp nhất cũng là thần du cảnh tầng 7, cao nhất thậm chí ở nhập thánh cảnh đỉnh cấp. Bất kể là thực lực cá nhân, vẫn là trận pháp thực lực. Vậy Diệp Thí Thiên đều không cách nào ngăn cản. Thậm chí ba ngày trước, Huyết Chiến Điện trăm vị cường giả ngưng tụ bách sát đại trận, chém giết một vị thánh vương cảnh người. Trịnh trưởng lão, Huyết Minh cho người cái này lực lượng, người có thể bắt lại Diệp Thí Thiên sao? Giờ khắc này, trịnh trưởng lão giật mình. Thậm chí có chút bối rối. Đây chính là Huyết Chiến Điện à, hơn nữa còn là trăm vị cường giả. Không thể nghi ngờ là nghịch thiên quân đoàn à. Đối phó Diệp Thí Thiên, chỉ có thể là nghiền ép à. Chớ nói chi là vậy thần du cảnh Diệp Thần. Trong đầu hắn thậm chí bổ óc hướng dẫn trăm người chém chết Diệp Thần hình ảnh. Tựa như đeo sao. Cái này Hoa Hạ, để cho hắn nắm giữ. Tốt nhất trạng thái liền đem Diệp Thần chém chết, Diệp Thí Thiên bắt lại. Vậy hắn ở Huyết Minh địa vị tất nhiên nước lên thuyền lên à. Một cái khang trang đại đạo tựa như ở trịnh trưởng lão trước mặt. Trịnh trưởng lão, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, dùng cái này trăm người lực ngươi có thể bắt lại Diệp Thí Thiên sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên. Trịnh trưởng lão tỉnh hồn lại, chế trụ nội tâm hưng phấn, vội vàng nói, đại nhân, yên tâm, chỉ cần Diệp Thí Thiên vẫn còn ở Hoa Hạ, ta định đem hắn bắt lại, hiến tặng cho hộ pháp đại nhân. Được, ba ngày bên trong, Huyết Chiến Điện người sẽ tiến vào Hoa Hạ, đến lúc đó dùng trận bàn này liên lạc. Dứt lời. Hình ảnh và thanh âm đồng thời biến mất. Trịnh trưởng lão hai tay chắp sau lưng, đứng ở trên sân thượng, nhìn Hoa Hạ đất đai. Hắn khóe miệng lộ ra băng hàn và lạnh lùng, tiểu xúc sinh, trăm người nhập cảnh, xem ngươi như thế nào chống cự. Đến lúc đó ngươi sợ là phải quỳ xuống ta trước mặt thần phục. Ha ha ha. Cùng lúc đó, biệt thự Minh Thúy. Diệp Thần để cho Diệp Lăng Thiên và Long Hồn lục soát toàn bộ tỉnh Chiết Giang. Thậm chí còn chung quanh tỉnh thị, cùng với kinh thành tất cả đều thảm trải sàn thức tìm kiếm. Đáng tiếc vẫn không có kết quả. Trịnh trưởng lão giống như nhân gian bốc hơi vậy. Bất quá Diệp Thần cũng không có quá mức nổi giận, trịnh trưởng lão bị nặng như vậy tổn thương, trong thời gian ngắn chính là nỏ mạnh chi cung, không có bất kỳ uy hiếp. Dù là hắn dùng đan dược hoặc là thủ đoạn nào đó khôi phục, chuyện thứ nhất tất nhiên là tìm được mình. Đến lúc đó binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn là được.
Diệp Thần ánh mắt lần nữa rơi vào Trảm Long kiếm trên. Mặc dù Trảm Long kiếm bây giờ đã tu bổ nguyên vẹn, nhưng là không có bất kỳ linh khí và lực lượng. Và thông thường hàng thủ công nghệ không sai biệt lắm. Bất diệt chi chủ, Trảm Long kiếm như thế nào mới có thể hoàn toàn khôi phục? Thì như thế nào thành là trong miệng ngươi tuyệt thế kiếm? Diệp Thần hỏi. Bất diệt chi chủ có nhiều thú vị, uống một hớp trà, cơm không thể ăn một miếng hoàn, đúc kiếm vậy không nhỏ chuyện, sao có thể nhanh như vậy liền xong thành. Ta mới vừa rồi dùng long mạch lực cùng với một ít thuật pháp vững chắc Trảm Long kiếm. Dưới mắt, đối mặt mạnh mẽ lực, vẫn sẽ đoạn. Bây giờ hắn cần hai kiểu đồ, thứ nhất, kiếm hài. Diệp Thần nghe được cái này xa lạ từ ngữ nhíu mày một cái, tiền bối, cái gì là kiếm hài? Bất diệt chi chủ đứng lên, nắm Trảm Long kiếm, một cái tay khác nhẹ nhàng đụng chạm, thanh kiếm này đối với ngươi mà nói, bây giờ duy nhất có giá trị chính là kiếm linh, đáng tiếc bây giờ đã ngủ say, Trảm Long kiếm bên ngoài vật liệu cùng với đúc kiếm thủ đoạn ở Hoa Hạ coi là lên cao cấp, nhưng là ở Côn Lôn hư cùng với những địa phương khác chính là rác rưởi. Nó thậm chí kém hơn luân hồi mộ địa chấn hồn phá dương hai kiếm. Cho nên bây giờ đối với nó mà nói, cần một đạo thân xác. Phải là cực mạnh phẩm giai cấp linh kiếm thân xác, có thể là kiếm gãy, cũng hoặc là có khác vấn đề kiếm, duy chỉ có phẩm cấp nhất định phải không kém gì chấn hồn phá dương hai kiếm. Nếu không loại này kiếm, không muốn cũng được. Diệp Thần kinh sợ, so chấn hồn phá dương kiếm còn mạnh hơn tồn tại, Hoa Hạ nơi nào có à? Chỉ có đi Côn Lôn hư mới có thể. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói, tiền bối kia, thứ hai dạng là thứ gì? Huyết sát hàn thể máu tươi. Huyết sát hàn thể là thế gian hiếm thấy sát huyết, và ngươi sát lục chi đạo cực kỳ giống in, một khi sử dụng này máu tươi đúc kiếm, như vậy, kiếm này và ngươi phối hợp trình độ sẽ đem cực cao. Bất diệt chi chủ nói tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Diệp Thần coi như là rõ ràng, lão này là thật đối với Ngụy Dĩnh cảm thấy hứng thú. Hắn biết sát huyết dùng mình mạnh mẽ, đáng tiếc Ngụy Dĩnh chỉ bất quá mới vừa thức tỉnh. Nếu như hoàn toàn thức tỉnh, vậy vô số thế lực tất nhiên sẽ phun trào. Đến lúc đó cái này Ngụy Dĩnh nếu như bước vào Côn Lôn hư, chỉ sợ sau này thành tựu sẽ rất đáng sợ. Được rồi, đi kinh thành đại học sư phạm tìm một chuyến Ngụy Dĩnh đi, chí ít hỏi một chút đối phương ý kiến. Diệp Thần chỉ có thể nói như vậy. Hắn vừa mới chuẩn bị để cho Diệp Lăng Thiên an bài máy bay, túi điện thoại vang lên. Thấy số điện thoại. Hắn ngược lại là ngoài ý muốn mấy phần, lại là thôn Tùng Sơn cái đó bé gái. Bé gái, thế nào? Diệp Thần vẫn là nhấn nút trả lời. Bên đầu điện thoại kia nghe được Diệp Thần thanh âm hiển nhiên có chút do dự, thần ca ca, cái đó. Ta là Lưu Tử Hàm, chính là thôn Tùng Sơn cái đó, mười mấy giờ trước, chúng ta còn gặp mặt qua. Ta gọi điện thoại này có thể có chút quấy rầy, nhưng là có thể hay không xin ngài giúp một chuyện. Ta thực ở không có cách nào. Chẳng lẽ là Lưu Tử Hàm phụ thân lại xảy ra vấn đề? Không thể nào. Diệp Thần đối với mình y thuật vẫn là có chút tự tin. Ngươi trước bình tĩnh, nói cho ta rốt cuộc phát sinh cái gì? Diệp Thần nói. Có thể để cho cái này lòng tự ái cực mạnh bé gái gọi điện thoại tới đây, hẳn thật không có cách nào. Cái đó, thần ca ca, ta ở tỉnh Chiết Giang đường Bắc Ngung bên này, tập đoàn kiến thiết Bách Hãn. Chính là con đường này cao nhất vậy dãy lầu, ta. Ba ta bị người đánh, hơn nữa lập tức sẽ có cảnh sát tới mang ta đi ba, những người đó thật là dọa người à, thật tốt dọa người. Người qua, lời còn chưa nói hết, điện thoại bên kia liền truyền tới một hồi huyên náo thanh âm. Lục tục có mấy câu thô tục. Nhóc con, người mẹ hắn là chuẩn bị để cho người. Kêu một đám nông dân còn là một đám công nhân. Một đám quỷ nghèo. Muốn tiền muốn điên rồi. Có bản lãnh, ngày hôm nay liền từ trên người lão tử lấy đi một phân tiền. Ta con mẹ nó coi như đem tiền dùng để mua thức ăn cho chó, vậy mẹ hắn không cho ba ngươi. Đồ chơi gì mà. Điện thoại cúp. Diệp Thần thậm chí nghe được bên đầu điện thoại kia truyền đến Lưu Tử Hàm tiếng khóc. Hắn để cho Diệp Lăng Thiên điều tra qua Lưu Tử Hàm một nhà, tựa hồ năm đó Lưu Tử Hàm phụ thân Lưu Kiến Cương té xuống lầu có chút kỳ hoặc. Tình huống cụ thể không biết. Duy nhất điểm khả nghi chính là Lưu Kiến Cương xảy ra chuyện sau đó, lão bản không có kết toán bất kỳ tiền lương.
thậm chí công ty xây cất bên kia các loại bày từ chối trách nhiệm. Lưu Tử Hàm và Gia Gia nàng có năng lực gì thực hiện? Dù là đi tìm các loại lãnh đạo đều bị cản ở ngoài cửa, ngay cả mặt mũi vậy không thấy được. Bọn họ thành tựu tầng dưới chót người chỉ có bị đùa bỡn tư cách. Bởi vì sự việc đã qua rất lâu rồi, dưới tay hắn thế lực trước mắt cũng tìm Trịnh trưởng lão tung tích, chuyện này ngược lại là còn chưa kịp tới xử lý. Sự việc khẩn cấp, hắn chỉ có thể phát tải cái tin nhắn ngắn đi ra ngoài, sau đó trực tiếp lái xe hướng địa phương xảy ra chuyện đi. Đường Bắc Ngung, tập đoàn Kiến Thiết Bách Hãn cửa. Còn chưa hoàn toàn khôi phục, Lưu Kiến Cương nằm trên đất, sưng mặt sưng mũi. Hắn khôi phục như cũ sau đó, chuyện thứ nhất liền là tìm ra tập đoàn Kiến Thiết Bách Hãn. Ban đầu xảy ra chuyện, hắn nhưng thật ra là bị người ác ý đẩy xuống. Liền bởi vì hắn hỏi chủ thầu thỉnh cầu 30.000 đồng tiền tiền lương. Đây không phải là nhất tức giận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, công ty này phía sau lại có thể ở hắn xảy ra chuyện sau đó không gánh vác một chút trách nhiệm. Thậm chí còn dẫn một đám người đến cửa uy hiếp. Hắn thân thể không cách nào động, thậm chí ý thức vậy không rõ, muốn duy quyền vậy không có cách nào à. Hắn đi tìm ký giả vốn là chuẩn bị đưa tin, lại không nghĩ rằng tin tức trực tiếp bị chặn lại. Rất rõ ràng, nhà này tập đoàn sau lưng quan hệ rất cứng rắn. Thậm chí có thể nói là ở tỉnh Chiết Giang cái tay Trích Thiên. Hắn tới hôm nay nơi này chính là muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Lưu Kiến Cương hung tợn nhìn chằm chằm cách đó không xa dắt một cái đấu ngưu ngạnh đại hán khôi ngô. Người đàn ông vạm vỡ chính là ban đầu đẩy xuống người hắn, Trung Hải Long. Trung Hải Long, người mẹ hắn vẫn là người sao? Ta tới hôm nay nơi này, chính là muốn một câu trả lời hợp lý, có chuyện gì hướng về phía ta tới, người động con gái ta làm gì? Lưu Kiến Cương con người tất cả đều là lửa giận. Bởi vì giờ khắc này, đầu kia tàn bạo lộ ra răng sắc bén đấu ngưu ngạnh khoảng cách nữ nhi Lưu Tử Hàm bất quá mấy chục cm. Một khi Trung Hải Long buông lỏng tay, vậy con gái mình tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện à. Tên xúc sinh này. Hắn muốn đứng lên che chở nữ nhi, nhưng phát hiện có hai cái người đàn ông trực tiếp đè hắn xuống. Nhúc nhích không được. Bực bội. Tức giận. Hắn thậm chí hối hận, cũng không nên hành động theo cảm tình trực tiếp tới nơi này. Hắn một cái công nhân có cái gì tư cách và loại này ác thế lực đấu tranh. Hắn không có quyền. Càng không có quan hệ, chỉ có thể bị đám người kia hung hãn dẫm ở dưới chân. Trung Hải Long trên cao nhìn xuống nhìn Lưu Kiến Cương, cười lạnh một tiếng, con mẹ nó, lão tử mấy năm trước liền đem lời nói rõ, người mẹ hắn đừng nghĩ từ lão tử cầm trên tay một phân tiền, ta con mẹ nó tình nguyện vậy số tiền này cho chó ăn, cũng không cho ngươi. Ngươi ngày hôm nay đều không phải muốn nháo sao, nếu không ngươi và ta chó nháo nháo. Vậy đấu ngưu ngạnh tựa hồ là nghe được Trung Hải Long mệnh lệnh, giận sủa liền mấy tiếng, diễn cảm dữ tợn. Thậm chí nhìn như có chút là máu. Đây là đấu chó, vậy Trung Hải Long đều là cầm tới tham gia tranh tài, đau lòng không được. Bất quá có chó này, hắn ngược lại là uy phong không thiếu, cơ hồ dắt con chó này, không mấy người dám đến gần. Gần đây hỏi hắn muốn tiền lương nông dân công cũng ít đi không thiếu. Nếu như không phục. Hắn cũng biết buông sợi dây, trực tiếp để cho chó cắn. Sau lưng hắn có quan hệ, dù là xảy ra chuyện, cũng có thể đè xuống. Lưu Tử Hàm bị trước mắt dữ tợn đấu ngưu ngạnh sợ sắc mặt ảm đạm, thân thể lại là không ngừng lui về phía sau. Rất sợ xúc sinh này xông lên. Nàng đã cho Diệp Thần gọi điện thoại, không biết đối phương có thể hay không chạy tới. Từ hôm qua Diệp Thần cách lái xe cùng với người bên người tới xem. Nàng cảm thấy cái này xem ra tuổi tác không lớn ca ca hẳn trong nhà có quan hệ. Cũng là dưới mắt duy nhất có thể giúp nhà bọn họ tồn tại. Nàng thật tuyệt lộ. Trung Hải Long, người mẹ hắn đừng động con gái ta. Con gái ta là vô tội. Mắt xem đấu ngưu ngạnh khoảng cách Lưu Tử Hàm càng ngày càng gần, thành tựu phụ thân Lưu Kiến Cương không biết tại sao, trực tiếp thủng hai người trói buộc, kéo lại Lưu Tử Hàm. Tử Hàm, chúng ta về nhà. Công đạo chúng ta cũng không cần. Lưu Kiến Cương trực tiếp mang Lưu Tử Hàm xông ra ngoài, mắt xem sẽ phải rời khỏi, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Lưu Kiến Cương, người mẹ hắn đem lão tử địa phương làm cái gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mặc dù con mẹ nó không biết ngươi làm sao có thể đi,
nếu ngươi tới, vậy thì lưu lại một cái chân nói sau. Hắc tử, đi cắn nứt tên kia một cái chân. Dứt lời, Trung Hải Long buông lỏng sợi dây. Đầu kia giữ tợn đấu ngưu ngạnh trực tiếp xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, răng nanh lạnh người. Một khi cắn phải, thậm chí có thể người chết à. Thấy một màn này, Trung Hải Long thậm chí còn thủ hạ bên người cũng cười. Bọn họ đã sớm thấy có lạ hay không, loại người này mệnh đối với bọn họ mà nói vậy căn bản không đáng tiền. Lưu Kiến Cường điên cuồng chạy, hắn tự nhiên nghe được sau lưng thanh âm. Nhưng là chạy thế nào qua đấu ngưu ngạnh à? Rất nhanh, đầu kia đấu ngưu ngạnh trực tiếp đuổi theo, lại là một hớp hướng nữ nhi Lưu Tử Hàm cổ táp tới. Một cái cắn này, con gái mệnh nào còn có à? Nhìn không được hết thảy, bằng vào phụ thân bản năng, Lưu Kiến Cường một ôm lấy nữ nhi, lại là ôm vào trong ngực. Gắt gao ôm. Hắn muốn xua đuổi vậy cái đấu ngưu ngạnh, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Một cổ phệ cắn cảm giác truyền tới. Tay hắn tựa như đau khổ tột cùng. Máu tươi chảy ròng. Ba ba, Lưu Tử Hàm nước mắt cũng không nhịn được nữa. Nàng không giúp. Nàng thống khổ. Ba ba không có sao. Ừ. Mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng là Lưu Kiến Cường chỉ có thể gắt gao bảo vệ Lưu Tử Hàm. Đây là hắn thành tựu phụ thân duy nhất có thể làm. Trung Hải Long thậm chí còn tất cả mọi người tại chỗ cũng cười. Đây có thể so xem đấu chó có ý tứ nhiều. Loại này máu tanh cảm giác đối với bọn họ mà nói cơ hồ chết lặng. Trung Hải Long huýt sáo đi tới Lưu Kiến Cường trước mặt, ngươi nếu là kêu ta một tiếng ra ra, ta con mẹ nó cân nhắc tha ngươi, như thế nào? Ngươi nếu như không gọi, nói không chừng chỉ có thể bị sống cắn chết. Chờ ngươi chết, ngươi cái này con gái bảo bối sợ là lên trung học cơ sở liền đi, vậy chỗ mã không sai biệt lắm, là không phải có thể. Lời còn chưa nói hết, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này long trời lở đất, đem tất cả mọi người tại chỗ cũng dọa sợ. Trung Hải Long lại là theo bản năng nhìn về phía một phương hướng, làm hắn quay đầu nháy mắt, nhưng là phát hiện một luồng ánh sáng đen cấp tốc tới. Hắc quang này quá nhanh. Sắp đến mắt thường đều khó bắt. Suy. Giống như chết đập xuống trái đất. Máu thịt nở rộ ra. Hắc quang xuyên thấu đầu kia điên cuồng đấu ngưu ngạnh thân thể. Cường đại lực trùng kích, lại là đem Trung Hải Long mến yêu đấu ngưu ngạnh trực tiếp cắm ở mười mấy mét ra ngoài trên xi măng. Đầu kia đấu ngưu ngạnh bị mất mạng tại chỗ. Một màn này, đem tất cả mọi người dọa sợ. Trong mắt lại là thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Gắt gao nhìn chằm chằm vậy cắm trên mặt đất trường kiếm. Nơi này tại sao có thể có kiếm à? Trời à! Trung Hải Long phản ứng đầu tiên, liền vội vàng xông tới, muốn đem kiếm nhổ lên, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Kiếm này giống như gắt gao hàn trên đất vậy. Cỏ con mẹ nó, rốt cuộc là tên xúc sinh kia làm. Trung Hải Long phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt trước. Là một người thanh niên con ngươi lạnh lùng hết sức, cả người đồ dạo phố, khí chất nhưng là mờ ảo. Diệp Thần tới. Lưu Kiến Cương và Lưu Tử Hàm dĩ nhiên là phát giác nguy hiểm biến mất. Như chút được gánh nặng. Lưu Tử Hàm thời gian đầu tiên liền chú ý tới Diệp Thần, vội vàng kích động nói, thần ca ca. Diệp Thần gật đầu một cái, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Lưu Kiến Cương máu thịt mơ hồ cánh tay cùng với sau lưng. Hắn lửa giận trong lòng liền liền. Là dạng gì xúc sinh, như thế thích thả chó cắn người. Sau đó, hắn ánh mắt gắt gao rơi vào Trung Hải Long trên mình. Lạnh như băng. Là máu. Lạnh vô cùng. Con chó này là ngươi. Diệp Thần nói dứt lời hạ. Tựa như thẩm phán. Trung Hải Long kịp phản ứng, từ hông gian một cái rút ra đoạn đao, người mẹ hắn là ai? Ta hỏi lần nữa, con chó này là ngươi. CMN, là lão tử thế nào? Người mẹ hắn. Trung Hải Long một đao trực tiếp hướng Diệp Thần bổ tới. Mình chó cưng chết, hắn sống không bằng chết. Rất hiển nhiên, kiếm này chính là thanh niên này gây ra. Nhưng là đoạn đao còn không có đụng phải Diệp Thần, giống như bị một cổ lực lượng vô hình vặn vẹo. Cút! Diệp Thần lời nói lạnh như băng rơi xuống. Đợt khí cuộn sạch. Trung Hải Long trực tiếp tung bay. Lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, tất cả mọi người giật mình.
Bọn họ thậm chí không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, hoàn toàn vi phạm Newton định luật à. Nếu ngươi như thế thích nuôi chó, vậy ta ngày hôm nay sẽ để cho làm một con chó. Diệp Thần khinh thường đối với những người này ra tay, trực tiếp bấm một số điện thoại, 10 phút bên trong, đem ám điện hung nhất chó mang tới, lại mang một cái lồng sắt, có thể chứa người kế tiếp và mấy con chó. Điện chủ. Hắn biết tỉnh Chiết Giang ám điện có người nuôi một nhóm hung chó. Vừa vặn có thể dùng lên. Cúp điện thoại, Diệp Thần liền đi tới Lưu Tử Hàm và Lưu Kiến Cương trước mặt. Nhịn một chút, Diệp Thần lấy ra một ít thảo dược, trực tiếp bóp vỡ, che ở Lưu Kiến Cương trên mình. Đồng thời, chân khí bao trùm, một cổ lạnh lẽo để cho đau đớn hóa giải không thiếu. Hắn vừa nhìn về phía Lưu Tử Hàm, người không bị thương tích gì đi. Lưu Tử Hàm chợt lắc đầu, thần ca ca, chân thực ngại quá, cho ngươi thêm phiền toái. Không có sao, ta vừa vặn đi ra hóng mát một chút. Diệp Thần cười một tiếng. Bởi vì Diệp Thần mới vừa rồi ra tay, cùng với Trung Hải Long không giải thích được bị thương, đám kia thủ hạ cái gì cũng không dám làm. Mà Trung Hải Long nhưng là đau đớn không dứt, trên đất từng ngụm khạc máu tươi. Thật vất vả miễn cưỡng đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, mới vừa muốn nói chuyện, một chiếc xe chở hàng trực tiếp dừng lại. Cửa xe mở ra, mấy vị hơi thở kinh khủng quần áo đen người đàn ông từ trên xe hàng đi xuống. Chỉ một khí thế, sẽ để cho chu vi trăm mét đọng lại. Bọn họ đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp nửa quỳ xuống, điện chủ. Điện chủ, Trung Hải Long và tất cả mọi người đều bối rối. Điện chủ là chức vị gì? Trung tầng vẫn là cao tầng. Diệp Thần quét quỳ ở trước người mấy người, nhàn nhạt nói, đồ mang tới. Điện chủ, liền ở trên xe. Diệp Thần gật đầu một cái, ánh mắt nhìn lướt qua Trung Hải Long, nói, đem đồ vật lấy xuống, sau đó, để cho người đàn ông kia đi vào ngây ngô một hồi. Mấy vị ám điện cường giả con ngươi co giúp một cái, đồng tình nhìn một cái Trung Hải Long, trực tiếp mở ra xe chở hàng cóp sau. Một giây kế tiếp. Một cái 2 mét ngồi 2 mét lồng sắt trực tiếp trở xuống. Từng trận chó sủa vang lên. Khi thấy bên trong hết thảy, không chỉ Trung Hải Long nán lại, tất cả mọi người tại chỗ cũng kinh sợ. Peter chó, tàng ngao, chó ngao Neapolitan. Tất cả đều là thế giới hung chó. Dù là ở đấu chó trong vòng cũng là vô cùng kinh người tồn tại. Khi thấy vậy mấy người mặc quần áo đen người đi tới, Trung Hải Long biết không đúng rồi. Vừa định nhấc chân chạy, nhưng phát hiện vậy mấy người đã đi tới hắn bên cạnh. Một cổ khí tức vô hình bao phủ, hắn ngay cả động quyền lực cũng không có. Các người làm gì, ta cảnh cáo các người, ta nhưng mà Trung Hải Long, ta là tập đoàn kiến thiết bách hãn người, người nếu như hiểu ta, ta. Lời còn chưa nói hết, lồng sắt cửa mở ra, Trung Hải Long càng bị vô tình ném vào. Trong lồng hung thú tựa như nhìn thấy con mồi. Trực tiếp nhào tới. Không muốn, van cầu các người, thả ta đi ra ngoài. Không muốn à, cút ngay. Thê thảm tiếng vang khắp. Cắn xé tiếng và chó sủa không ngừng lọt vào tai. Giờ khắc này, tất cả mọi người sau lưng lạnh cả người. Bởi vì trong lồng đã chảy xuôi máu tươi. Trung Hải Long thanh âm vậy dần dần yếu đi. Máu thịt mơ hồ. Diệp Thần ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hắn nhìn một cái bên người ám điện cường giả, phân phó nói, nhà này tập đoàn cũng không có cần thiết tồn tại, các người giải quyết một cái đi, trong cao tầng toàn bộ đổi máu, những người đó không tiền nên lấy toàn bộ phun ra. Có chút có vấn đề người, hoặc là tự chúng ta giải quyết, hoặc là vứt xuống bót cảnh sát đi. Điện chủ. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần nhìn về phía Lưu Tử Hàm và Lưu Kiến Cương. Đi thôi, ta đưa các người về nhà. Lưu Kiến Cương sâu đậm liếc mắt nhìn lồng sắt máu thịt mơ hồ Trung Hải Long, lại nhìn về phía vô cùng trẻ tuổi Diệp Thần cùng với cắm trường kiếm. Hắn biết Diệp Thần thân phận không bình thường. Thậm chí cái này không bình thường vượt qua xa hắn nhận biết. Diệp tiên sinh, đại ân đại đức. Lưu Kiến Cương vốn định quỳ xuống, lại bị Diệp Thần ngăn cản. Nữ nhi người cứu ta một mạng, bây giờ chúng ta xem huề nhau. Tốt lắm, lên xe đi. Ta trễ giờ còn có việc, đưa các người trở về, ta thoa lên trên mình ngươi thuốc có thể ngăn cách bệnh chó dại, hơn nữa để cho ngươi khôi phục nhanh chóng, nếu như ngươi không tin,
có thể đi đánh thuốc ngừa. Diệp Thần một bên mở cửa xe, một bên phân phó nói. Lưu Kiến Cường chợt lắc đầu, ta tin tưởng Diệp tiên sinh, ta biết Diệp tiên sinh là kỳ nhân, có thể trị hết người ta, thảo dược này tự nhiên có ma lực. Diệp Thần coi trọng đối phương mấy lần, nếu đối phương hiểu, cũng tiết kiệm mình giải thích. Trực tiếp lái xe hướng thôn Tùng Sơn đi. Sau lần này, hắn sẽ để cho ám điện người chú ý một chút một nhà này, chí ít sẽ không phát sinh giống như ngày hôm nay như vậy sự việc. Cùng hắn tiến vào Côn Lôn Hư, phỏng đoán và người một nhà này liền lại cũng không có đồng thời xuất hiện. Nửa giờ sau đó, thôn Tùng Sơn. Diệp Thần đem hai người đưa đến nhà, dặn dò mấy câu liền chuẩn bị rời đi. Hắn vốn dự định ngồi máy bay đi kinh thành tìm Ngụy Dĩnh, lại không nghĩ rằng, một cú điện thoại, Ngụy Dĩnh liền trực tiếp ngồi máy bay tới tỉnh Chiết Giang. Qua một hồi nữa, hắn muốn đi đón máy bay, tự nhiên không thể nào lại nơi này lưu lại. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị cho xe chạy thời điểm, Lưu Kiến Cương cầm một cái thật dài bọc vội vàng đi vào. Diệp tiên sinh, chờ một chút. Diệp Thần biết Lưu Kiến Cương không tiện, vội vàng xuống xe, Lưu Thúc, còn có gì phân phó, ngươi nói, ta một mực đem Tử Hàm làm em gái, sau này có vấn đề gì đều có thể đánh ta điện thoại. Lưu Kiến Cương thật thà cười một tiếng, Diệp tiên sinh, thật ra thì vậy không có chuyện gì lớn, cái đó ta có vấn đề không biết có nên hay không hỏi, mới vừa rồi bắn chết con chó kia kiếm đen là của ngươi sao. Diệp Thần mặc dù không biết Lưu Kiến Cương tại sao hỏi cái này, nhưng vẫn là gật đầu nói, là ta, mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể làm như vậy. Lưu Kiến Cương ánh mắt sáng lên, vội vàng cầm trong tay phá túi vải trước đồ thận trọng đưa cho Diệp Thần, Diệp tiên sinh, vật này là nhà ta đầu năm 80 trong ruộng moi ra, vốn là cho là cái gì đồ cổ, một mực giữ lại, ngày hôm nay thấy người bắn ra thanh kiếm kia, cảm giác có chút tương tự, ta là cái nông dân, không đọc quá nhiều sách, vật này cũng không hiểu. Đặt ở bên người ta cũng không có, liền cho ngươi đi. Nếu như đối với ngươi mà nói không dùng, liền ném tốt lắm, nếu như hữu dụng, ngươi hãy thu, ta trong lòng sẽ dễ chịu một ít, dẫu sao ngươi giúp chúng ta một nhà nhiều như vậy bận bịu, ta cũng biết ngươi không thiếu tiền. Diệp Thần gật đầu một cái, nhận lấy vậy phá vải bao quanh đồ. Vốn là vậy không việc gì để ý, dẫu sao trong ruộng đào lên đồ có thể tốt hơn chỗ nào. Nhưng là làm đụng chạm nháy mắt, Diệp Thần kinh hãi phát hiện luân hồi mộ địa ở giữa chấn hồn kiếm đã phá dương kiếm lại trực tiếp dựng lên. Hơn nữa đi đôi với địch ý. Diệp Thần không để ý tới hết thảy, trực tiếp xé ra vải. Một chuôi xích hắc kiếm rộng hiển lộ không thể nghi ngờ. Thân kiếm tràn đầy cổ xưa phạm văn, mơ hồ bây giờ càng là có nhàn nhạt lưu quang. Cầm ở lòng bàn tay, hoang cổ hơi thở cuốn tới. Đáng tiếc kiếm này gãy một nửa. Nhưng là Diệp Thần nhưng là kích động không thôi. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được thanh kiếm này tại chưa có hư hại trước, phẩm cấp cực kỳ cao. Chính là bất diệt chi chủ trong miệng nghịch thiên kiếm hài. Cũng là đúc lại Trảm Long kiếm lớn nhất thời cơ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lưu Tử Hàm một nhà nhưng là hắn đúc lại Trảm Long kiếm thời cơ. Từ Lưu Tử Hàm cứu hắn về nhà một khắc kia bắt đầu. Giống như sâu xa bên trong tự có an bài. Như vậy bây giờ, muốn đúc lại Trảm Long kiếm, còn kém một đạo sát huyết hàn thể máu tươi. Mà Ngụy Dĩnh đã tới. Cái này đó chính là thời cơ. Lưu Thúc, vật này đối với ta tới thu rất trọng yếu, ta tuyệt đối không thể uổng công tay. 10 triệu, ta dùng 10 triệu mua ngươi thanh kiếm này, không đúng, một cái 100 triệu. Diệp Thần khá là kích động nói. Lưu Kiến Cương nghe được vậy con số trên trời, sợ thiếu chút nữa chân mềm, liền vội vàng khoát tay nói, Diệp tiên sinh, người đây là hại chết ta à? Tuyệt đối không được, người cứu mạng ta ta cũng không biết báo đáp thế nào, tại sao có thể vậy ngươi tiền đâu, Diệp tiên sinh ngươi đối với vật này cảm thấy hứng thú là được. Nói xong, Lưu Kiến Cương trực tiếp tiến vào gian nhà, rất sợ Diệp Thần lại trả giá. Diệp Thần nhìn biến mất Lưu Kiến Cương, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiền là nhất định phải cho, nếu như vật này chảy vào dịch bảo các cũng hoặc là Côn Lôn Hư, đây tuyệt đối là vỗ được giá trên trời. Dù là cho 1 tỷ nhân dân tệ đều là ít đi. Bây giờ cùng Lưu Kiến Cương nói tiền đối phương tự nhiên sẽ không tiếp nhận, chỉ có thể để cho Diệp Lăng Thiên tự mình đi một chuyến. Diệp Thần nhìn trên tay thần bí kiếm gãy, hô hấp dồn dập, hắn đem chân khí rót vào trong đó,
lại là cảm nhận được một cổ cao nhất uy áp. Kiếm này một khi và Trảm Long kiếm ngưng tụ, tất nhiên kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Lại là hắn tiến vào Côn Lôn hư mạnh nhất có lực trợ thủ. Nếu như trên người mình nghịch thiên kiếm kỹ, hơn nữa huyết long và bổn mạng phù văn, nói không chừng bùng nổ lực lượng có thể biến dạng huyết minh. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, đem thần bí kiếm gãy ném nhập luân hồi mộ địa bên trong, trực tiếp lái xe hướng sân bay đi. Nửa giờ sau đó, tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế. Diệp Thần gặp được người mặc quần dài Ngụy Dĩnh. Từ Hồng Kông sau khi trở về, hai người cơ hồ sắp có một tháng không có gặp mặt. Thời khắc này Ngụy Dĩnh vẽ nhàn nhạt trang điểm, thon dài thêm trắng nõn chân dài loáng thoáng, lung linh đường cong hoàn toàn phác họa ra. Nàng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, mái tóc phi hạ, như thác vải vậy, đứng ở nơi đó, phá lệ bắt mắt. Không có quá mức trang sức, chỉ có treo trên cổ phách huyền thạch. Phách huyền thạch mơ hồ xuất hiện một tia vết rách. Nếu như lại không thấy mặt, rất có thể phá huyền thạch liền chấn không đè ép được Ngụy Dĩnh sát huyết hàn thể. Mặc dù Diệp Thần dạy Ngụy Dĩnh tu luyện, nhưng là rất hiển nhiên, Ngụy Dĩnh đoạn này thời gian tu luyện căn bản không có đổi theo. Quanh thân dùng mình vậy rõ ràng rất nhiều. Sợ là lại qua mấy tháng, sát huyết hàn thể thì sẽ hoàn toàn bộc phát. Đến lúc đó, Ngụy Dĩnh nên làm cái gì? Bên ngoài phi trường, cao như vậy chọn hấp dẫn người đẹp, để cho không thiếu chàng trai muốn đến gần. Nhưng là vậy hàn khí lạnh như băng lại để cho tất cả mọi người không cách nào tiến về trước. Một khi đến gần, khí băng hàn đủ để tổn thương người. Đây cũng là sát huyết hàn thể hiển lộ sơ kỳ. Diệp Thần, ta ở nơi này. Ngụy Dĩnh vậy trong mắt lạnh như băng khi thấy Diệp Thần, tựa như sáng lên vậy, cười lúm đồng tiền như xài, lại là kích động khoát tay. Từ Hồng Kông sau khi trở về, chẳng biết tại sao, Ngụy Dĩnh trong đầu đều là và Diệp Thần ở Hồng Kông hình ảnh. Nàng nhiều lần muốn gọi điện thoại cho Diệp Thần, nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Thần có chuyện trọng yếu phải làm, liền vẫn là để điện thoại di động xuống. Làm hôm nay biết Diệp Thần muốn gặp nàng, nàng không chút do dự trực tiếp từ kinh thành bay đến tỉnh Chiết Giang. Ở đạp lên máy bay một khắc kia, nàng thậm chí cảm giác được mình như vậy có thể hay không có chút không dè đặt. Nàng không lo được nhiều như vậy, chỉ muốn cùng lòng đi. Diệp Thần nhận lấy Ngụy Dĩnh dương hành lý, cười một tiếng, người đây là định tới tỉnh Chiết Giang du lịch. Ngụy Dĩnh nháy mắt to linh động tình, đúng nha, cái này cũng bị người phát hiện, tỉnh Chiết Giang phong cảnh tốt như vậy, người có thể phải hết tình địa chủ. Phải, bất quá lần này ta có thể chỉ có thể hơi mang ngươi chuyển một chút, thậm chí nói không chừng ta rất nhanh phải trở về kinh thành. Lần sau có cơ hội ta thật tốt mang ngươi chuyển mấy vòng. Thời gian không muộn, chúng ta đi thôi, trước đưa ngươi đi chỗ ở. Diệp Thần chi cho nên bây giờ không trở lại kinh thành, hoàn toàn là bởi vì Trịnh trưởng lão ngay tại tỉnh Chiết Giang. Đối phương tồn tại, uy hiếp quá lớn. Ở chưa có hoàn toàn chém chết đối phương trước, tỉnh Chiết Giang Hạ Gia và Chu Gia, cũng hoặc là tập đoàn Thiên Chính đều có thể bị đối phương trả thù. Mấy ngày nay hắn không thể không ở lại tỉnh Chiết Giang chờ đợi tin tức. Được. Mặc dù trong lòng thất lạc, Ngụy Dĩnh vẫn là gật đầu nói. Rất nhanh, Diệp Thần liền mang theo Ngụy Dĩnh đi tới biệt thự Minh Thúy. Để hành lý xuống, Ngụy Dĩnh tò mò nhìn Diệp Thần, trực tiếp mở miệng nói. Diệp Thần, ngươi nói thật, một tháng cũng không gọi điện thoại cho ta, lần này đột nhiên gọi điện thoại cho ta rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Thần do dự mấy giây. Vẫn mở miệng nói, bên trong cơ thể ngươi có sát huyết hàn thể sự việc, ta và ngươi nói qua, bây giờ ta có thể cần ngươi hỗ trợ, dĩ nhiên, ngươi có thể cự tuyệt, chuyện này đối với ta lại nói cũng không phải quá trọng yếu. Ngụy Dĩnh đôi mi thanh tú một nhăn mày, hiếu kỳ nói, ngươi muốn ta giúp gì, nói thẳng là được rồi, ta có thể làm được nhất định giúp ngươi. Cái đó, ngươi không biết giống như trong tivi như nhau, tới cái gì âm dương giao hợp đi. Cái này ta có thể không nhất định sẽ đáp ứng nha. Ngụy Dĩnh nháy mắt to khá là dí dỏm nói, mặc dù là đùa giỡn, nhưng là gương mặt nhưng là đỏ bừng. Rất là đáng yêu. Nàng đáy lòng ý tưởng chân thật ngược lại là hy vọng như vậy. Diệp Thần lắc đầu một cái, đem người tu luyện trong cơ thể máu tươi sự việc, cùng với tu bổ Trảm Long kiếm đồ cần đại khái giải thích lộn một cái. Ngụy Dĩnh thành tựu đại học sư phạm lão sư. Rất nhanh liền hiểu, nói cách khác, người muốn ta một giọt máu. Đúng.
Ngụy Dĩnh cười một tiếng, một giây kế tiếp, liền dự định cắn bể ngón tay. Ta còn tưởng rằng là đại sự gì, người muốn máu tươi ta liền cho ngươi, dù sao ta hàng năm cũng phải đi bệnh viện máu tươi, không kém cái này mấy giọt đây. Như đã nói qua, ta giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, ngươi phải làm sao cảm tạ ta. Lấy thân báo đáp muốn không muốn, Diệp Thần trêu ghẹo nói. Có thể nha, chỉ sợ ngươi không dám. Ở Ngụy Dĩnh trong mắt, mấy giọt máu tươi không tính là cái gì. Mắt xem Ngụy Dĩnh muốn bước ra máu tươi, Diệp Thần vội vàng ngăn cản, cũng giải thích, máu tươi phải ở ngươi sát huyết hàn thể dưới trạng thái mới hữu dụng. Ngụy Dĩnh nghe được câu này, con ngươi ngược lại có chút nghiêm túc. Một tháng qua này, nàng phát hiện đạo thanh âm kia xuất hiện tần số nhưng là càng ngày càng cao. Thậm chí nàng còn có thói quen mộng du. Thường xuyên nửa đêm tỉnh lại, sẽ ở sân thượng ngồi tính tọa tu luyện, quanh thân lại là tạo thành vô số nhũ băng. Nếu như không phải là biết mình trong cơ thể có sát huyết hàn thể, nàng tuyệt đối muốn tan vỡ. Chuyện này, người có thể suy tính một chút, không cần lập tức câu trả lời ta. Chân thực không được, ta có thể dùng những thứ khác máu tươi thay thế. Diệp Thần rất sợ cho Ngụy Dĩnh gánh vác, liền nói như vậy. Lời còn chưa nói hết, Ngụy Dĩnh thần bí cười một tiếng, lại là bắt lại trên cổ phách huyền thạch. Trực tiếp tháo ra. Là thế này phải không? Địa phương phách huyền thạch biến mất nháy mắt, toàn bộ biệt thự tựa như hóa là hầm băng. Nhiệt độ hạ xuống mấy chục độ. Gió lạnh lay động, Diệp Thần thậm chí cảm giác máu tươi đều phải đọng lại. Cũng may huyết long hư ảnh phát giác cái gì, trực tiếp xông ra thân thể. Huyết long bàn tha ở Diệp Thần thân thể, khí lạnh đụng chạm nháy mắt trực tiếp biến mất. Ngụy Dĩnh, ta chưa nói bây giờ à? Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, một đôi tròng mắt lạnh như băng bắn tới đây. Đồng thời một đạo hàn trưởng trực tiếp cuốn tới, sức lực gió từng cơn, uy lực cực kỳ kinh người. Ta máu tươi, ngươi cũng dám đánh chủ ý, chết. Hàn nhập cốt tủy thanh âm chỉ như vậy chậm rãi rơi xuống. Diệp Thần cái này mới phản ứng được, thiếu nữ trước mắt không phải Ngụy Dĩnh, mà là sát huyết hàn thể. Càng là mấu chốt là, đối phương động sát cơ. Diệp Thần chợt đưa tay ra, giữ lại cổ tay đối phương. Ngụy Dĩnh hừ lạnh một tiếng, trình độ cao nhất tiếng the thé truyền tới. Chỉ gặp Ngụy Dĩnh khác một cái tay thanh tú, tay cầm băng kiếm, một kiếm xuyên thấu tới. Cho dù Diệp Thần bước vào thần du cảnh, vào thời khắc này Ngụy Dĩnh trước mặt cũng không dám xem thường. Vậy tiếng the thé chính giữa, toàn bộ biệt thự tựa như bị biến dạng. Có thể gặp khủng bố. Giờ khắc này, thậm chí để cho Diệp Thần liền cơ hội thở dốc cũng không có. Một tháng không gặp, Ngụy Dĩnh sát huyết hàn thể lại có thể mạnh đến nơi này cái đến nước. Hắn mặc dù có biện pháp đối phó Ngụy Dĩnh, nhưng mà hắn không dưới chết tay à. Nếu như đem Ngụy Dĩnh bị thương làm thế nào? Bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể không ngừng né tránh, tránh mỗi một đạo ý định giết người. Dám động ta máu tươi, cũng không dám ứng chiến, các người người đàn ông đều là như vậy. Diệp Thần còn chưa hoàn toàn ổn định thân hình, một đạo dày chi tiếng vang lên. Đồng thời, vô số băng tiến xuyên thấu tới, ý định giết người che trời. Phòng khách một ít đồ gỗ nội thất cũng trực tiếp bị hủy diệt. Đợt khí lăn lộn. Bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể tay cầm chấn hồn kiếm, quanh thân chân khí toàn bộ rót vào chấn hồn kiếm bên trong. Chấn hồn kiếm truyền tới từng cơn kiếm minh, kiếm khí ngang dọc, không ngừng phi hạ. Tựa như hình thành một đạo bình phong che chở, đem băng tiến toàn bộ ngăn trở ở bên ngoài. Đảo mắt bây giờ, tiếng nổ nổ tung. Ánh sáng trắng và hắc quang không ngừng đụng chạm, rằng co không nghỉ. Thời gian dài như vậy không gặp, người thực lực ngược lại là cường thượng không thiếu, ta khuyên ngươi không nên đánh Ngụy Dĩnh chú ý, cô gái này đơn thuần, mặc dù đối với ngươi có hảo cảm, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cho phép các người chung một chỗ. Sát huyết hàn thể thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Thần hoàn toàn hết ý kiến, ngươi chẳng qua là một đạo huyết mạch, lại dỗi dãnh quản chủ thể sự việc. Ngụy Dĩnh một khi tu luyện đại thành, đến lúc đó sát huyết hàn thể liền hoàn toàn dung vào huyết mạch, vậy sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Xem ra ngươi đối với ta lời nói không phục, vậy hôm nay ta liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Ngụy Dĩnh một tiếng hừ lạnh, băng kiếm sử dụng, kiếm khí bén nhọn dưới, thần Phật né tránh.
chỉ một kiếm, trực tiếp để cho mặt đất xuất hiện vô số đạo kẽ hở. Mắt xem thì phải rơi xuống, Ngụy Dĩnh trong mắt khôi phục một tia thanh minh. Lách cách, băng kiếm trực tiếp rơi vào trên đất, đồng thời, Ngụy Dĩnh ngón tay bước ra một giọt máu tươi. Diệp thần, ta bây giờ miễn cưỡng thanh tỉnh mấy phần, người mau đưa máu tươi nhận lấy, còn nữa, nhanh lên giúp ta đem phách huyền thạch đeo lên. Thanh âm mềm mại thêm dồn dập. Diệp thần không do dự nữa, năm ngón tay một bản, máu tươi trực tiếp cầm ở lòng bàn tay, đồng thời một bước ra, đi tới Ngụy Dĩnh bên người, phách huyền thạch trực tiếp vỗ vào Ngụy Dĩnh trên ngực. Cả nhà khí băng hàn ngay tức thì biến mất. Ngụy Dĩnh cũng là hoàn toàn khôi phục như cũ, thở dài một hơi. Diệp thần, ta vừa mới không có làm người bị thương chớ. Ngụy Dĩnh nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nắm Diệp thần tay, quan tâm nói. Diệp thần lắc đầu một cái, cười nói, người yên tâm, nàng có thể không tổn thương được ta, ta thật là có chút sợ ta xuất thủ đả thương đến ngươi đây. Ngụy Dĩnh lúc này mới như chút được gánh nặng, lại là đi tới trên ghế salon, ngồi xếp bằng, ta trước điều chỉnh một chút trạng thái, tên kia thanh âm vẫn còn ở trong đầu ta không ngừng vang lên, chỉ có tu luyện mới có thể để cho đối phương dừng lại. Nói xong, Ngụy Dĩnh nhắm mắt, toàn bộ ghế salon lại là dần dần bị hàn băng bọc, tựa như biến thành một pho tượng đá. Diệp thần biết đối phương đang tu luyện, vậy không quấy rầy, mang lòng bàn tay máu tươi, trực tiếp tiến vào luân hồi mộ địa. Bất diệt chi chủ và đoạn lôi nhân đang luân hồi mộ địa đánh cờ. Người đi vào là làm gì? Bất diệt chi chủ rơi xuống một viên hắc tử nhàn nhạt nói. Đoạn lôi nhân liếc một cái đối phương, nói, người lời này ngược lại là có ý tứ, ta học trò nhưng mà luân hồi mộ địa mộ chủ, nơi đây đều là hắn tới trông coi, hắn chẳng lẽ không có thể tới nơi này. Nói cách khác, chúng ta đều là ăn nhờ ở đậu mà thôi, hắn nếu như muốn, tùy thời có thể đem chúng ta đuổi ra ngoài. Giờ khắc này, đoạn lôi nhân không chùn bước đứng ở Diệp thần bên này. Bất diệt chi chủ cũng không dự định đánh cờ, đứng lên, ánh mắt rơi vào Diệp thần trên mình, chuyện gì, nói đi. Diệp thần trực tiếp đem máu tươi sử dụng, trôi lơ lửng ở luân hồi mộ địa trên. Tiền bối, đồ ngươi muốn, ta đã mang tới, giúp ta tu bổ Trảm Long kiếm. Bất diệt chi chủ nhìn một cái giọt kia hiện lên đỏ thẫm tia sáng chói mắt máu tươi, con người có chút cuồng nhiệt. Đích xác là sát huyết hàn thể máu tươi. Đáng tiếc, chỉ có máu tươi còn chưa đủ, không có cao cấp kiếm hài, thanh kiếm kia vẫn là phế kiếm. Bất diệt chi chủ lời còn chưa nói hết, Diệp thần trực tiếp đem thôn Tùng Sơn Lưu Kiến Cương giao cho hắn thần bí kiếm gãy lấy ra. Thần bí kiếm gãy vừa ra, luân hồi mộ địa hiện ra hết thê lương ý. Giờ khắc này, bất diệt chi chủ con người bỗng nhiên co rúc một cái, một bước ra, đi thẳng tới Diệp thần trước mặt, lại là đem thần bí kiếm gãy đoạt lấy. Gương mặt dữ tợn, hô hấp dồn dập. Diệp thần chưa bao giờ gặp bất diệt chi chủ như vậy khẩn trương qua. Kiếm này là thượng cổ kiếm hài, thậm chí là ta một vị bạn thân kiếm, hắn cả đời kiếm đạo vô song. Đáng tiếc rơi được kiếm hủy nhân vong kết cục, kiếm này ngươi từ nơi nào được tới? Mau nói cho ta. Diệp thần cũng không nói nhảm, đem chuyện gần nhất tình nói một lần. Dứt lời, bất diệt chi chủ ngửa mặt trông lên thương khung, khá là cảm khái nói. Xem ra hết thảy đều là định trước, cũng như này kiếm, tựa như thần trợ. Ta rốt cuộc rõ ràng tại sao luân hồi mộ địa sẽ chọn ngươi, như vậy thiên vận, lại cũng không tìm ra cái thứ hai. Kiếm này vốn kêu Bá Vương Vấn Thiên Kiếm, không chỉ thân kiếm dùng 7 vẫn hắc thạch chế tạo, lại là một vị đại năng chế tạo 10 năm tâm huyết, trạng thái tột cùng, một kiếm thậm chí có thể phá trời, chỉ tiếc bây giờ đã mất đi linh tính. Diệp thần ngược lại là không nghĩ tới kiếm này cũng như này lai lịch, vội vàng nói, tiền bối, vậy hắn phải chăng có thể thành tựu Trảm Long kiếm kiếm hài? Bất diệt chi chủ gật đầu một cái, có thể. Chẳng qua là ta năng lực không cách nào tu bổ hắn trạng thái tột cùng, nhưng là nếu như và Trảm Long kiếm kiếm linh hợp hai là một, đến lúc đó bùng nổ lực lượng tuyệt đối kinh người. Mấu chốt, theo ngươi không ngừng chiến đấu, phẩm cấp của kiếm này sẽ không ngừng thăng cấp. Đúc lại kiếm này, cũng coi là lễ truy điệu ta chết đi bằng hữu, hiện tại bắt đầu, ta giúp ngươi đúc lại. Giờ khắc này, bất diệt chi chủ thần sắc nghiêm túc đến mức tận cùng. Hắn nhắm lại hai tròng mắt. Luân hồi mộ địa run rẩy. Mặt đất nứt ra,
lại là vô căn cứ sinh ra một cái tràn đầy ngọn lửa chế tạo đài. Ngọn lửa cuồng bạo, bất diệt chi chủ trôi lơ lửng ở chế tạo trên đài. Ngón tay bóp quyết. Bỗng nhiên gian, Trảm Long kiếm bay đến chế tạo đài ngọn lửa bên trong. Bá Vương Vấn Thiên, kiếm hài phân hình, đúc lại Trảm Long, mở. Một tiếng giống giận, Bá Vương Vấn Thiên kiếm cũng là rơi vào ngọn lửa bên trong. Hoang cổ ý lan ra, mơ hồ bây giờ, thật giống như có một đạo thân ảnh ở bên trong điên cuồng múa kiếm. Mỗi một kiếm đều mang thiên đạo chi vận. Sát huyết hàn thể, máu tươi làm chất dẫn, nhập kiếm. Mở. Máu tươi rơi xuống, ngọn lửa đột nhiên trăm trượng cao, tư chất thông thiên, làm cho lòng người sợ hãi. Giờ phút này, bên ngoài Hoa Hạ Thiên hoàn toàn thay đổi. Mây đen đầy vải, điện thiểm lôi minh. Nhất là tỉnh Chiết Giang bầu trời, có một đạo sấm sét tựa như hóa là kiếm ý, thật lâu không tiêu tan, đem cả thế giới chiếu sáng. Tựa như dị tưởng. Thằng nhóc, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, kiếm này mới khá thành. Ta xin hỏi ngươi, từ nay về sau, kiếm này tên gọi là gì? Diệp Thần nghĩ sâu xa mấy giây, mở miệng nói, liền kêu hắn Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Được. Cùng lúc đó, thành Tây cục diện lầu cuối. Trịnh trưởng lão mở mắt ra, nhìn trên bầu trời sấm sét dị tượng, trong mắt chỉ có hoảng sợ. Như vậy sấm thế, liên nguyên ngàn dặm, thật giống như thiên đạo không cho, chẳng lẽ là muốn yêu nghiệt ra đời? Không đúng. Đây là thần kiếm ra đời dị tượng, từ dị tượng tới xem, kiếm này dõi mắt Côn Lôn hư cũng là trí cường tồn tại, nhưng là làm sao biết ra đời ở Hoa Hạ linh khí mỏng manh đất. Trịnh trưởng lão chán bây giờ có chút bất an. Diệp thần, Diệp thí thiên, bây giờ hơn nữa thần kiếm ra đời dị tượng. Hoa Hạ là thế nào? Chẳng lẽ Hoa Hạ muốn hoàn toàn quật khởi? Thậm chí liền Côn Lôn hư cũng kém hơn. Không nghĩ nhiều nữa. Hắn cầm ra bên hông trận bàn. Ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Bất an của hắn dần dần dưới áp chế tới. Bởi vì trận bàn biểu hiện, huyết minh đại quân thì phải nhập cảnh. Hoa Hạ ngày tận thế muốn tới. Sau trận chiến này, bỏ mặc Diệp thần vẫn là Diệp thí thiên, cũng sẽ được trấn áp vào địa ngục. Con kiến hôi, không có lựa chọn. Biệt thự Minh Thúy. Mấy ngày nay... Diệp thần mấy lần tiến vào luân hồi mộ địa cha xem tiến triển, nhưng là bất diệt chi chủ vẫn ở chỗ cũ chuyên tâm đúc kiếm. Không để một chút để ý Diệp thần. Toàn bộ luân hồi mộ địa long mạch lực cùng với tất cả linh khí đều tựa như điên cuồng tràn vào đến Trảm Long Vấn Thiên Kiếm bên trong. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm ở lửa cháy bừng bừng và trong sấm sét cháy, Diệp thần thậm chí không dám đến gần. Một khi đến gần, uy áp cường đại lực sẽ để cho hắn huyết khí dâng trào. Thậm chí khạc ra máu tươi. Diệp thần rất rõ ràng, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm một khi thành công, vậy hắn thực lực tất nhiên vượt qua rất lớn một tầng. Đồ nhi, ta vốn là lấy là lão này coi thường ngươi, bây giờ nhìn lại, hắn có thể như vậy cử chỉ, cũng coi là đồng ý ngươi. Đoạn Lôi Nhân đi tới Diệp thần bên người, thản nhiên nói. Diệp thần gật đầu một cái, mặc dù cái này bất diệt chi chủ đã từng tố khổ và giễu cợt mình. Nhưng là hắn có thể cảm giác được đối phương chăm chỉ. Thành tựu luân hồi mộ địa mộ chủ, cái này trăm vị đại năng không thể nào đối với hắn như vậy. Dẫu sao, hắn là cái này trăm người người xoay mình. Đoạn Lôi Nhân nhìn trong ngọn lửa bất diệt chi chủ, tiếp tục đối với Diệp thần nói, lão này lấy hắn bất diệt lửa, chế tạo thần binh, giá phải trả vô cùng làm lớn, nếu như ngươi cẩn thận lưu ý, tất nhiên sẽ phát hiện trên người hắn ánh sáng mở đi mấy phần. Cùng kiếm này đúc thành, sợ là phải không được bao lâu hắn thì sẽ tiêu tán ở giữa trời đất. Ta vốn muốn cho hắn luyện chế thái cổ hư thực đan, bây giờ nhìn lại, đối phương muốn luyện chế rất khó. Đoạn Lôi Nhân nói tiếng nói có chút tịch mịch. Đồ nhi, nếu như có cơ hội, xem tên này có nguyện ý hay không dạy ngươi con đường luyện đan, nếu như hắn thật nhìn chúng ngươi, nói không chừng sẽ đem bất diệt lửa truyền thừa tại ngươi. Tên này trên mình cường đại nhất chính là vậy không diệt lửa, đúc kiếm, luyện đan, ngưng phù, chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ, hoàn toàn nhờ vào bất diệt lửa, thậm chí dùng để chiến đấu vậy cực kỳ cường thế. Nghe nói cái này không diệt lửa là một tòa thánh sơn nham thạch nóng chảy chỗ sâu lấy ra, dùng để vạn hỏa luyện hóa 7749 ngày mới được, đã từng có vô số cường giả rình rập, nhưng là cuối cùng đều chết ở bất diệt lửa trên tay.
Thậm chí năm đó thiên vị cao cấp cường giả vây quét bất diệt chi chủ một người, nhưng hắn thi triển không diệt lửa biển, vạn người mất đi. Thảm tuyệt nhân hoàn. Diệp thần nghe được Đoạn Lôi Nhân giải thích, lại nhìn về phía trong ngọn lửa ông già, trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Tên này trước kia lại có thể như thế đáng sợ. Bỗng nhiên, ngọn lửa lần nữa bạo tăng, cơ hồ bao phủ toàn bộ luân hồi mộ địa. Diệp thần trên người đồ dạo phố vậy trong nháy mắt đốt không, chật vật không chịu nổi. Đoạn Lôi Nhân nhìn vậy phiến biển lửa, ánh mắt nghiêm túc, đối với Diệp thần phân phó nói, đồ nhi, đại khái còn có một ngày thời gian, ngày này ngươi không muốn lại bước vào luân hồi mộ địa, ngọn lửa này và nhiệt độ, bất kể là của ai thịt xương cũng không chịu nổi. Được. Diệp thần nói xong liền trực tiếp rời đi luân hồi mộ địa. Mấy ngày nay, Trịnh trưởng lão tin tức vẫn không có. Tựa như nhân gian bốc hơi. Bất kể là vận dụng hoa hạ lực lượng cường đại dường nào đều là như vậy. Dù là long hồn vận dụng vệ tinh cũng là không có phát hiện. Diệp thần cảm giác bất an trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Như vậy cũng tốt so bão táp đêm trước. Bất đắc dĩ, hắn liền dẫn Ngụy Dĩnh đi tỉnh Chiết Giang dạo một vòng, vậy coi là tận tình địa chủ. Buổi tối 5 giờ, Diệp thần và Ngụy Dĩnh trở lại biệt thự Minh Thúy, còn chưa bước vào trong đó, Diệp thần chính là cảm nhận được bên trong nhà có người. Thần thức đảo qua, hắn không khỏi thở dài một hơi. Cửa đã mở ra, là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết biết hắn ở chỗ này, hiển nhiên là xử lý xong Hạ gia sự việc, trở về. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp thời gian đầu tiên rơi vào Ngụy Dĩnh trên mình. Ngụy Dĩnh giống như vậy, hai tròng mắt đối mặt ngay tức thì, Diệp thần rất sợ trong không khí cọ sát ra kịch liệt tia lửa. Hạ Nhược Tuyết dĩ nhiên là biết Ngụy Dĩnh thân phận, càng liền hiểu rõ đến Ngụy Dĩnh giúp Diệp thần rất nhiều. Diệp thần bản muốn giải thích cái gì, để cho hắn bất ngờ là, Hạ Nhược Tuyết nhưng là trước bước ra một bước, cùng Diệp thần sát vai mà qua, lại là ôm Ngụy Dĩnh, nhẹ giọng nói, Ngụy Dĩnh, ngươi tới Hoa Hạ vậy muốn nói với ta một tiếng à, ta cũng có thể tận tình địa chủ, theo người đàn ông thúi có cái gì tốt đi dạo phố, phỏng đoán tiểu thần tử đều không mang ngươi đi một ít thuộc về người phụ nữ địa phương, tỉnh Chiết Giang cũng không quang chỉ có phong cảnh nha. Ngụy Dĩnh cũng là biết Hạ Nhược Tuyết thân phận, nàng vốn là không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng là không nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết như vậy chủ động. Rất nhanh, Hạ Nhược Tuyết thật đơn giản mấy câu nói và động tác, liền để cho Ngụy Dĩnh tháo xuống hết thảy phòng bị. Hai nữ lại là ở trên ghế salon vui sướng trao đổi, luôn luôn phòng khách lại là truyền tới từng cơn tiếng cười nói. Thậm chí hai người đã thương lượng xong, ăn cơm tối xong đi ngay đi dạo tỉnh Chiết Giang lớn nhất Bạc Thái Bách Hóa. Diệp thần coi như là phục, lòng đàn bà kim dưới đáy biển. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này hai phụ nữ lại lập tức quen thuộc, lại là đem hắn lượng ở một lần. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vừa định lên lầu tu luyện, túi điện thoại di động reo. Nhìn một cái dãy số, hắn nhướng mày một cái, lại là Hoa Hạ vị kia nắm trong tay cao cấp quyền thế cụ già. Vậy không có tình huống đặc biệt, vị cụ già này căn bản không biết gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại tiếp thông, cụ già thanh âm già nua trực tiếp vang lên. Diệp thần, ta ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, chỉ nói một chuyện. Cái gì? Diệp thần hiếu kỳ nói, không hiểu nổi đối phương trong hồ lô bán thuốc gì. Ta Hoa Hạ thành tựu nước lớn, truyền thừa dù sao cũng năm, mà ngươi nhưng là cái này dù sao cũng trong năm sinh ra xuất sắc nhất một trong cường giả, đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu, đoạn này thời gian, ngươi đối với Hoa Hạ làm ra cống hiến, chúng ta quá rõ ràng. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Những lời khách sáo này liền không cần phải nói. Cụ già dừng lại mấy giây, thở dài một hơi, nói, không chỉ Côn Lôn hư cường giả nắm trong tay Hoa Hạ, ở Côn Lôn hư trong, cũng có ta Hoa Hạ tai mắt. Ngay tại một tiếng trước, một chi đội ngũ, đi qua Côn Lôn hư trấn Sơn Hà, đã chuẩn bị rời đi Côn Lôn hư, bước vào Hoa Hạ địa giới. Đây là một chi trăm người đội ngũ, khí thế ngút trời. Bảo thủ phỏng đoán đều là thần du cảnh, nhập thánh cảnh, siêu phàm cảnh trên cường giả, cái này trăm người nếu như tiến vào Hoa Hạ địa giới, Hoa Hạ an nguy cũng sẽ phải chịu nguy hiểm. Ta phái đi ra ngoài điều tra người, cũng chưa có trở về, rất hiển nhiên đã chết ở đám người này trên tay, nhưng là những người đó cụ thể đặc thù, Hoa Hạ khoa học kỹ thuật đã đào được, nếu như không có đoán sai, đám người này đến từ huyết minh.
càng có thể là huyết minh huyết chiến điện cường giả, những người này giết người mắt không nháy, thủ đoạn nhiều vô số kể, dù là ở Côn Lôn hư cũng là uy danh hiển hách. Đoạn này thời gian, người vào huyết minh gây không thể tách rời ra, ta đoán sai, cái này chi đội ngũ rất có thể là hướng về phía ngươi tới. Mặc dù không biết huyết minh tại sao như vậy hưng sư động chúng, nhưng là nếu quả thật tìm được ngươi, ngươi căn bản không có đường sống. Dưới mắt, Hoa Hạ nguyện ý là ngươi cung cấp trợ lực, rời ra những người này, ngươi mang Diệp ra mọi người trực tiếp tiến vào Côn Lôn hư. Lời của lão nhân rơi xuống, cảm khái muôn vàn, đây là hắn có thể Diệp thần làm duy nhất một chuyện. Hoa Hạ phụ lòng Diệp thần quá nhiều lần. Lần này, bất kể như thế nào, hắn đều phải bảo vệ Diệp thần. Dù là hắn từ trên vị trí này rớt xuống, cũng ở đây không tiếc. Diệp thần, ta đã an bài cho ngươi máy bay, Bách Lý Hùng tự mình chấn giữ, lần này hắn và ngươi cùng nhau tiến vào Côn Lôn hư. Lần này, dù sao cũng không muốn hành động theo cảm tình, hy vọng ngươi nghe ta lão nhân gia này một lần. Cụ già tịch mịch thanh âm truyền tới. Hắn căn bản không hy vọng Diệp thần rời đi, Diệp thần thực lực so lên 10 cây thiết huyết xoanh. Có Diệp thần ở đây, bất kỳ thế lực đều không cách nào động Hoa Hạ. Nhưng là dưới mắt, hắn không thể ích kỷ. Ban đầu Vân Hồ Sơn Trang sự việc sau khi phát sinh, hắn phụ lòng Diệp thần một nhà. Lần này, hắn phải lựa chọn một cái đền bù phương pháp. Những cái kia hội nghị tầng người cho hắn rất lớn áp lực, hắn phải để cho Diệp thần lập tức rời đi. Nếu không đám người kia tất nhiên sẽ vận dụng hết thảy lực lượng ngăn lại Diệp thần. Bách Lý Hùng cũng phải đi. Lúc này đến phiên Diệp thần kinh ngạc, Bách Lý Hùng nhưng mà Hoa Hạ thượng tướng, trấn thủ Hoa Hạ núi sông tồn tại. Nếu như rời đi Hoa Hạ, cái này không khác nào thời tiết thay đổi. Cụ già gật đầu một cái, thật ra thì một tháng trước, Bách Lý Hùng sẽ tới hướng ta từ chức, năm đó hắn thê tử bị người mang đi, không biết tung tích, sau đó ngươi nói cho hắn vợ tung tích, hắn một mực tâm kết Côn Lôn hư, bất kể như thế nào, hắn muốn một cái giao phó. Diệp thần lúc này mới chợt hiểu. Bách Lý Hùng làm như vậy, có thể hiểu. Nhưng mà hắn thê tử thân phận không bình thường, càng là thế lực nào người, lấy Bách Lý Hùng thực lực, tiến vào Côn Lôn hư sợ là giữ nhiều lành ít. Nói không chừng không thấy hắn thê tử, Bách Lý Hùng thì có thể xảy ra chuyện. Dĩ nhiên cái này là đối phương lựa chọn, hắn cũng không thể ngăn trở. Cụ già gặp Diệp thần do dự, liền tiếp tục nói ta đã để cho người tới đón ngươi, ngươi lập tức rời đi, còn như ngươi mẫu thân và bằng hữu, ta sẽ an bài cùng đi, một điểm này ngươi có thể yên tâm, Diệp thần, đây là ngươi lựa chọn duy nhất, ta không hy vọng ngươi chết ở Hoa Hạ đất đai. Cụ già vốn cho là Diệp thần sẽ không chùn bước tiếp nhận cái này điều kiện. Dẫu sao, huyết minh vậy trăm người quân đoàn, căn bản không phải Diệp thần có thể ngăn trở. Cái này không giống với núi Côn Lôn đánh một trận, lần này, huyết minh là quyết tâm muốn bắt Diệp thần. Ám điện, thiết huyết xoanh, thậm chí còn lại hết thảy thế lực, ở nơi này huyết minh trăm người quân đoàn trước mặt, căn bản không cách nào ngăn trở. Không rời đi chính là chết. Đột nhiên, Diệp thần cười, cười vô cùng rực rỡ. Người ý tốt ta tâm lĩnh, ta xác thực phải đi Côn Lôn hư, nhưng là tuyệt đối không phải bây giờ. Nếu vậy huyết minh trăm người quân đoàn buông xuống, ta Diệp thần chính là muốn lãnh giáo một chút cái này huyết minh ẩn núp chỗ sâu lực lượng. Cụ già ngẩn ra, thần sắc nghiêm túc, gằn từng chữ, Diệp thần, người đây là ẩu tả. Ta sẽ cùng ngươi nói một chuyện, mấy ngày trước, cái này trăm người lực, chém giết thánh vương cảnh tồn tại. Ngươi bây giờ thực lực chẳng qua là thần du cảnh sơ kỳ, ngươi cảm thấy ngươi và ngươi thế lực có tư cách vượt qua ba cảnh giới chém chết trăm người. Ta biết ngươi dị bẩm thiên phú, nhưng là đây không phải là trò đùa à. Ngươi cái này sẽ hại ám điện đám người kia. Diệp thần đốt một điếu thuốc, ở sân thượng hút một hơi, trả lời, ai nói ta muốn cho ám điện ra tay. Lần này, ta Diệp thần một người ứng chiến. Bọn họ nếu dám tới, cái này phiến Hoa Hạ đất chính là bọn họ huyết minh huyết chiến điện trăm người phần mộ. Cụ già hoàn toàn không nói, hắn trong lòng thậm chí có chút tức giận. Cái này Diệp thần là cái gì đầu óc à? Hắn vốn định mắng mấy câu Diệp thần, tới đánh thức hắn. Nhưng là, điện thoại trực tiếp bị cúp. Thậm chí tắt máy. Thằng nhóc này khăng khăng làm theo ý mình, lại muốn tống táng mình vận mệnh à? Người điên!
Mà bên kia Diệp Thần hút xong một điếu thuốc, bên tai không ngừng truyền tới Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết tiếng cười nói. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải bảo vệ Hoa Hạ cái này một phiến thiên đường. Hắn không phải thánh nhân, nhưng là cái này một miếng đất là hắn từ nhỏ trí nhớ. Không muốn bị hủy. Nếu có người mưu toan phá hoại, kiếm hắn, sẽ gặp từ thiên trảm hạ. Bất kể là ai, cũng phải chịu đựng hắn Diệp Thần ngút trời tức giận. Hoa Hạ, núi Côn Lôn. Vùng lân cận cảnh khu một ngày trước đã bị Hoa Hạ phía chính phủ phong tỏa. Vì thương vong không cần thiết. Một cái đội ngũ thật dài từ chỗ sâu tới. Cầm đầu là một cái to lớn người đàn ông. Thân cao thậm chí vượt xa 2 mét, có lực rút ra sơn hà thế, càng là bị người một loại cảm giác bị áp bách. To lớn người đàn ông ở huyết minh huyết chiến điện bị dự là chiến thần. Tên là Lôi Kiếm Vân. Thực lực ở nhập thánh cảnh đỉnh cấp. Mấy ngày trước chính là Lôi Kiếm Vân kết hợp trăm nhân trận pháp chém giết thánh vương cảnh cường giả. Đánh đâu thắng đó, không người nào có thể địch. Huyết chiến điện trăm người áp sát biên giới. Đội ngũ rất dài, đỉnh đầu càng là có lau một cái màu máu hư ảnh. Đó là bầy sói hư ảnh. Là máu thêm có sát ý. Lôi Kiếm Vân trên cao nhìn xuống nhìn vậy phiến Hoa Hạ đất đai, cười lạnh một tiếng, loại này linh khí thiếu thốn địa phương, thật có thể ra đời Diệp Thí Thiên loại này người nghịch thiên. Buồn cười, xem ra vậy Diệp Thí Thiên thật có thể tới từ Côn Lôn hư Diệp ra, chỉ bất quá lần này vừa vặn đi qua Hoa Hạ. Diệp Thí Thiên cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là ở ta Lôi Kiếm Vân trước mặt, chỉ có chết. Bỏ mặc ngươi là long vẫn là trùng, cũng mẹ hắn muốn ở ta huyết chiến điện trước mặt thật tốt mang vác. Lôi Kiếm Vân trên mình bộc phát ra cường đại tự tin, uy áp bao trùm chạy đi, chung quanh hai dãy cây trực tiếp chấn vỡ. Có thể gặp uy lực. Thậm chí có mấy cái huyết chiến điện đệ tử sắc mặt trắng bệch, cũng chỉ có thể nhịn được. Ý định giết người thu liễm. Huyết chiến điện mọi người cũng là dừng lại. Bởi vì cách đó không xa một cái ăn mặc áo bào tím ông già đang vội vàng đi tới. Chính là Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão từ trận bàn trong cũng biết hộ pháp an bài huyết chiến điện người đã tới, hắn tự nhiên thời gian thứ nhất núi Côn Lôn nghênh đón. Mặc dù hộ pháp nói đám người này do hắn trông coi, nhưng hắn là tuyệt đối không dám khinh thường. Trong đó có mấy người thân phận, hoàn toàn không thấp hơn hắn. Hắn như cậy già lên mặt, chỉ sẽ chết rất thảm. Nhất là Lôi Kiếm Vân, hắn nhưng mà huyết minh đỉnh đỉnh nổi danh ma đầu điên cuồng giết người. Nhất đại chiến thần, Lôi đại nhân, rốt cuộc gặp mặt. Trịnh trưởng lão khá là kích động nói. Lôi Kiếm Vân nhưng là thái độ lãnh đạm, trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua trước mặt Trịnh trưởng lão, mở miệng nói, lời khách sáo cũng không cần nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, vậy Diệp Thí Thiên bây giờ người ở chỗ nào? Ngươi một lần cuối cùng thấy hắn ở nơi nào? Trịnh trưởng lão nào biết Diệp Thí Thiên tung tích à, hắn ở lúc tới đã sớm suy nghĩ xong như thế nào tròn láo. Liền giải thích, cái này Diệp Thí Thiên thực lực thần bí khó lường, ta muốn theo dõi hắn rất khó, nhưng là ta biết có một người và Diệp Thí Thiên có rất lớn liên lạc. Chỉ cần tìm được người này, liền có thể biết được Diệp Thí Thiên tung tích. Lôi Kiếm Vân hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, ai? Chính là vậy Hoa Hạ Diệp Thần, hai người cũng họ Diệp, hơn nữa như vậy nghịch thiên, chẳng lẽ không đáng hoài nghi sao? Hơn nữa ta chính mắt thấy được Diệp Thần và Diệp Thí Thiên cùng nhau vừa nói vừa cười rời đi. Dưới mắt, huyết chiến điện tốt nhất bắt trước tiểu súc sinh kia. Những thứ này đều là Trịnh trưởng lão biên ra, hắn phải mượn đao giết người. Mà cái giải thích này hiển nhiên không chê vào đâu được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.